Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 70. Đám lính trong thành trại loạn tù mù hết cả lên, có người cầm súng xông ra ngoài, có người lại muốn chạy ra cửa sau. Mạo Khôn cũng sững sờ tại chỗ, tất cả mọi chuyện đến quá đột ngột, Tề Đẳng Nhàn ra lệnh một tiếng, quân đội của Đồ Phu đã ngay lập tức đánh đến. Soạt một tiếng, mồ hôi lạnh của Mạo Khôn chảy thẳng xuống áo lót. Sắc mặt của Tiêu Tinh cũng tái nhợt đến mức khó tin, ông ta kinh ngạc nhìn Tề Đẳng Nhàn và không thể tin vào chuyện đang xảy ra ở trước mắt mình. Hai, ông nhìn đi, tôi đã nói rồi mà các người lại chẳng ai thèm tin. Tề Đẳng Nhàn cười tít mắt và nói, Mạo Khôn tướng quân, ông muốn thử chống cự hay trực tiếp đầu hàng luôn đây? Mạo Khôn mạnh mẽ cắn răng, ánh mắt lóe lên sự bất định, ông ta muốn chống cự. Nhưng khi nhớ đến sự hung tàn của Đồ Phu và những trang bị với hỏa lực mạnh mẽ trong tay anh ta thì lại cảm thấy lực bất tòng tâm. Tăng tăng tăng. Mạo Khôn ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy từ phía chân trời xuất hiện mấy chiếc trực thăng vũ trang được sản xuất ở Tuyết Quốc, bên trên đó được trang bị súng máy phòng không và đang điên cuồng nổ súng về phía tuyến đầu trận địa. Các lực lượng vũ trang dưới trướng của Mạo Khôn đã bị thương vong nặng nề trong một khoảng thời gian ngắn và hoàn toàn không thể ngẩng cao đầu để chống trả. Tề Đẳng Nhàn thở dài một hơi, cái tên Đồ Phu này đơn thuần chính là đang dùng uy thế trang bị để bắt nạt người khác mà. Đám quan chức quân sự ở Tam Giác Độc này chẳng có lấy một ai có thể đánh trận giống như Đồ Phu cả, dù sao thì bọn họ cũng đâu thể tìm được ông trùm nào ở Tuyết Quốc để ủng hộ cho bọn họ đâu. Tề Đẳng Nhàn có quan hệ thân thiết với ông trùm ở Tuyết Quốc, Đồ Phu trong vài năm ngồi tù cũng đã từng có quan hệ với Gusinski, vì vậy cũng không quá khó để có được những trang bị này. Ông Tiêu, có còn muốn giả vờ nữa không? Ông thử làm lại cái tư thế hút xì gà của ban nãy cho tôi xem nào. Tề Đẳng Nhàn vừa cười vừa kéo Tiêu Tinh lên khỏi đất, hắn đưa tay ra phủi đi bụi bẩn trên người ông ta và nói. Tiêu Tinh sợ đến sắc mặt trắng bệch. Danh tiếng của Đồ Phu quá mức ác độc, dù sao thì anh ta cũng là tên đại ác nhân đã từng giết chết hơn 1 vạn tù binh của quân chính phủ, có ai lại không sợ hãi khi nhìn thấy anh ta cơ chứ? Mạo Khôn cắn răng một cái rồi nói, dương cờ trắng đầu hàng cho tôi. Lúc trước ông ta còn có một chút suy nghĩ muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng khi nhìn thấy mấy cái máy bay trực thăng vũ trang xuất hiện thì những ý nghĩ kia đã ngay lập tức biến mất, ông ta hoàn toàn không muốn đánh trận này nữa để tránh tạo thành những tổn thất không cần thiết. Rất nhanh, một lá cờ trắng khổng lồ đã tung bay trên cột cờ bên trong thành trại. Sân tướng quân, đám người Mạo Khôn đã đầu hàng rồi. Người phụ trách quan sát thấy cảnh tượng này thì đã ngay lập tức báo cáo tình hình cho Đồ Phu. Ồ, tốt lắm, bảo bọn họ tước vũ khí tại chỗ đi. Sau khi nghe thấy lời này, Đồ Phu bỗng khẽ gật đầu. Anh ta còn tưởng rằng sức mạnh phản kháng bên phía đồi ngư sẽ rất mạnh cơ chứ, không ngờ rằng Mạo Khôn chỉ là một kẻ yếu đuối miệng cọp gan thỏ, còn chưa cả đánh nhau mà đã dứt khoát đầu hàng luôn rồi. Đám lính của Mạo Khôn nhìn thấy bên trong thành trại đã kéo cờ trắng lên rồi thì đã trực tiếp từ bỏ việc phản kháng. Khi đối mặt với hỏa lực trấn áp mạnh mẽ như vậy, bọn họ cũng cảm thấy tuyệt vọng và hoàn toàn không muốn chiến đấu chút nào, bây giờ tổng bộ đã giương cờ trắng lên rồi, thế thì còn đánh đấm gì nữa? Đồ Phu nở nụ cười hài lòng và nói, tốt lắm, không ngờ rằng lại có thể không chút tổn hại mà chiếm được đồi ngư. Ngày mà chúng ta thống trị toàn bộ Tam Giác Độc đã không còn xa nữa rồi, có nhị đương ra ủng hộ, cuộc sống đúng là vô cùng dễ dàng. Người phụ trách cũng liên tục cười nói, cầm trang bị của đám người phương Tây hoành hành ngang ngược ở trong Tam Giác Độc thật là sảng khoái quá đi. Mẹ nó, chẳng có lấy một kẻ nào giỏi đánh nhau cả. Hai người bỗng chốc phá lên cười giống như bị mắc bệnh rối loạn tâm thần vậy. Đội quân của Đồ Phu rất nhanh đã tiến vào bên trong thành trại, những tên lính ở bên trong nhao nhao đầu hàng, bọn họ giơ hai tay lên cao và đứng ở bên rìa thành trại, AK-47 ở trên đất chất đầy như núi. Sân tướng quân, nghe danh đã lâu. Mạo Khôn tôi đây ở đồi ngư bên này vẫn luôn đau đáu chờ ngài đến giải phóng đó. Ban nãy Mạo Khôn vẫn còn đang giả vờ giả vịt với Tề Đẳng Nhàn. Kết quả vừa mới nhìn thấy Đồ Phu thôi là ông ta đã lập tức lon ton chạy tới và quỳ rạp xuống trước mặt tên mập đó, sau đó ôm lấy cái đùi của anh ta và bắt đầu nịnh hót. Khóe miệng Đồ Phu lộ ra một nụ cười châm chọc, anh ta nói, ông đầu hàng nhanh thật đấy, nếu như còn kháng cự thêm một chút,
nói không chừng ông đây sẽ chuẩn bị tàn sát chỗ này mất thôi. Mạo Khôn cười nói, nào dám, lòng ngưỡng mộ của tôi đối với Sần tướng quân giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt, sao tôi lại dám chống cự cho được? Sao tôi có thể chống cự cho được? Có thể đầu quân về dưới trướng của Sần tướng quân để làm việc cho ngài thực sự là mong ước to lớn của cuộc đời tôi đó. Ra vẻ đáng thương ở trước mặt người như đồ phu không hề mất mặt, dù sao thì danh tiếng của cái tên này thực sự quá lớn, con người cũng quá đỗi hung tàn. Tiêu Tinh thở dài một hơi và không nói gì cả, ông ta không cần phải đi cầu xin sự tha thứ giống như Mạo Khôn, dù sao thì ông ta chính là một nhà tư bản, có thể dùng tiền để mua lại mạng sống của mình. Nhị đương gia. Đồ phu đi đến phía trước căn nhà gỗ, đứng nghiêm trước mặt Tề Đẳng Nhàn đang ngồi trên cầu thang, sau đó cúi đầu một góc 90 độ. Tề Đẳng Nhàn ngáp một cái rồi nói, tôi vốn tưởng rằng có thể xem một cuộc chiến tranh hiện đại khốc liệt, không ngờ Mạo Khôn lại là một kẻ hèn nhát, mới đó mà đã đầu hàng rồi, thật là nhàm chán. Vẻ mặt của Mạo Khôn trở nên trắng bệch. Tiêu Tinh thì sợ đến run rẩy cả người. Đồ phu danh tiếng lẫy lừng, đồ phu đã giết chết hàng vạn quân chính phủ, thế mà lại kính cẩn như vậy đối với cái tên người Hoa trẻ tuổi này à? Lại còn cúi đầu với hắn nữa. Mạo Khôn cảm thấy đầu lưỡi của mình có chút tê dại và không thể tin vào mắt mình được nữa, ông ta dùng sức bóp mạnh vào đùi mình một cái. Đó là đồ phu đó, là đồ phu đã giết hàng vạn quân chính phủ mà không hề chớp mắt đó. Tại sao hắn ta lại kính cẩn với một người trẻ tuổi như thế chứ? Trong lòng Mạo Khôn thầm nghĩ, ông ta suýt chút nữa đã bị dọa cho sợ đến chết đi được. Dù sao thì ban nãy ông ta cũng đã nói năng lỗ mãng ở trước mặt Tề Đẳng Nhàn. Việc Tề Đẳng Nhàn có thể xúi dục đồ phu đến đánh đổi ngư vốn dĩ đã là không thể tưởng tượng nổi rồi, mà một loạt những biểu hiện của đồ phu sau khi đến đó quả thực khiến cho ông ta sợ đến chết khiếp. Đồ phu cười nói, dù sao nhị đương gia cũng đã bảo ngỗng đầu to và Vinogradov giúp đỡ tôi mà, tôi đã cầm bao nhiêu vũ khí cao cấp như vậy rồi, chẳng lẽ còn không thể đánh cho mấy tên nhà quê này sợ vãi cả cứt hay sao? Sần tôi đây cả đời này chưa bao giờ đánh trận nào sung túc như thế này đâu đấy. Hi hi. Tề Đẳng Nhàn trợn mắt lên một cái và nói, chỗ trang bị trong tay cậu có một nửa là hàng bị đào thải đấy, cậu cũng đừng có lạc quan quá làm gì. Đồ phu nói, thế thì có làm sao đâu chứ, chỗ đó đủ để đánh với mấy tên nhà quê này rồi. Đánh với một ít quân chính phủ không có sự ủng hộ của đám quỷ lão nước Mỹ và châu Âu cũng vẫn dư giả thôi. Có rất nhiều người đã kiếm được rất nhiều tiền trong vùng tam giác độc này, thế nhưng nền kinh tế trong vùng tam giác độc thì lại không thể phát triển nổi. Suy cho cùng thì những người có thể kiếm tiền ở đây đều không muốn nó phát triển. Dù sao nơi này càng hỗn loạn thì họ càng có thể kiếm được nhiều tiền. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây là một nơi quỷ quái mà đám người Mỹ quản trời quản đất quản không khí cũng đều phải lắc đầu khi nhìn thấy. Ông Tiêu, lấy quyển sổ kế toán ra đây đi nào, sự kiên nhẫn của tôi là có hạn đó. Tề Đẳng Nhàn cũng lười làm nhảm với đồ phu, hắn quay đầu sang nhìn thoáng qua Tiêu Tinh đã bị dọa cho đờ đẫn ngay tại chỗ và thản nhiên nói. Ánh mắt của đồ phu bỗng trở nên lạnh lùng, anh ta nói, sao thế? Cái tên họ Tiêu này không chịu nghe lời à? Tôi thấy hay là chúng ta móc một quả thận của ông ta ra trước rồi giữ ông ta lại làm kho máu để bán lấy tiền là được rồi. Cơ thể của Tiêu Tinh run lên một cái, suýt chút nữa đã sợ đến tè cả ra quần, ông ta vội vàng nói, Sần tướng quân, tôi nghe lời mà, tôi nhất định sẽ nghe lời, cậu tuyệt đối đừng làm như thế. Sự trỗi dậy đột ngột của đồ phu sau khi anh ta đột ngột trở về có thể nói là đã làm xáo trộn cục diện của toàn bộ vùng tam giác độc. Danh tiếng của anh ta đủ để dọa sợ rất nhiều người. Tề Đẳng Nhàn ngồi chờ Tiêu Tinh lấy quyển sổ kế toán ra. Thực ra Tiêu Tinh cũng được tính là một nhân tài, ông ta làm giàu nhờ vào việc buôn lậu, sau khi trốn khỏi Hoa Quốc thì vẫn ung dung tự tại trong suốt những năm qua. Chỉ có điều... Sau khi đồ phu trở về tam giác độc thì tốc độ trỗi dậy quả thực quá nhanh chóng, hôm nay, cuộc sống ung dung tự tại của ông ta cũng đã hoàn toàn kết thúc rồi. Tiêu Tinh quay vào trong phòng và lấy thứ đồ mà Tề Đẳng Nhàn muốn ra ngoài, đó là một chiếc đĩa cứng kiểu cũ, tất cả dữ liệu đều được lưu trữ ở trong đó. Đều ở bên trong cả chứ, liệu có nhầm lẫn gì không? Tề Đẳng Nhàn nhìn Tiêu Tinh và hờ hững hỏi. Anh Tề, anh yên tâm.
tuyệt đối không có chuyện đó đâu. Tiêu Tinh mồ hôi nhễ nhại và nói. Tề Đẳng Nhàn nói, lúc trước Long Môn Hương Sơn đã tham dự vào việc làm ăn của ông và kiếm được không ít tiền nhỉ. Tiêu Tinh gật đầu và nói, ít nhiều gì cũng phải 700-800 triệu đó, hơn nữa bọn họ còn buôn bán cả hàng cấm. Tề Đẳng Nhàn nghe xong thì cảm thấy rất hài lòng, Long Môn Hương Sơn hiển nhiên là đã kiếm được không ít tiền đen, nếu như hắn muốn xử lý Trần Bá Hạ thì đương nhiên là phải lấy được số tiền này vào trong tay. Chắc chắn sẽ có người nói, sao cậu có thể cầm tiền đen cơ chứ? Đương nhiên Tề Đẳng Nhàn sẽ không thèm để ý tới chuyện đó, anh đây là tổng giám mục cơ mà, đến lúc đó hắn đặt thẻ ngân hàng ở dưới tượng của thánh chủ để cho thánh quang chiếu vào, chẳng phải nó sẽ không còn đen nữa hay sao? Lúc trước ông và Long Môn Hương Sơn hợp tác như thế nào, buôn lậu như thế nào, nói cho tôi biết chi tiết cụ thể xem nào, tôi cần ghi chép lại toàn bộ. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Hoạt động buôn lậu cũng giống như việc rút tiền từ ngân khố quốc gia vậy, suy cho cùng thì nó cũng sẽ khiến quốc gia bị thất thu một lượng lớn tiền thuế. Sau khi chuyện của Tiêu Tinh bị phơi bày ra ánh sáng, phạm vi liên lụy của nó rất rộng, ngay cả ông trùm ở Bắc Kinh cũng gọi điện thoại tới bảo ông ta trốn đi. Có thể tưởng tượng được các nhóm lợi ích có liên quan đến việc này lớn đến mức nào. Việc Tề Đẳng Nhàn lấy được quyền sổ kế toán đang ở trong tay hắn này cũng đồng nghĩa với việc nắm giữ được huyết mạch của một số người, khi đó Hoàng Văn Lãng sẽ có thể đốt cháy ngọn lửa thứ ba. Ngọn lửa đầu tiên của Hoàng Văn Lãng đốt cháy ở mảng an ninh trật tự. Ngọn lửa thứ hai đốt cháy trên đầu đám người thuộc phe phái của Lục gia. Ngọn lửa thứ ba đương nhiên sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa. Nó sẽ đá hết tất cả những kẻ có thể lay động ông ta ra khỏi cuộc chơi. Bây giờ Tiêu Tinh đang bị Tề Đẳng Nhàn nắm cái mạng nhỏ ở trong tay, tất nhiên là ông ta không dám giấu giếm, ông ta kể cho hắn nghe từ đầu đến cuối tất cả những chuyện kinh thiên động địa mà ông ta đã làm khi đó. Tề Đẳng Nhàn nghe xong thì không khỏi khẽ gật đầu, hắn cảm thấy Tiêu Tinh này thật đúng là một nhân tài, nếu cứ như vậy mà giết chết ông ta thì thật sự có chút đáng tiếc. Ông Tiêu, hiện tại tôi đang là tổng giám mục khu vực phía nam của Thánh giáo, tôi chuẩn bị xây dựng một nhà thờ ở Nam Dương và đang đi gây quỹ ở khắp mọi nơi. Những người bằng lòng vì Thánh chủ mà ra sức truyền bá đạo chính thống, tên của bọn họ sẽ có cơ hội được khắc lên bia đá ở trước nhà thờ. Ông xem, ông có hứng thú để nghe về giáo lý phúc âm của Thánh chủ hay không? Tề Đẳng Nhàn nhìn Tiêu Tinh với vẻ mặt tươi cười và chậm rãi hỏi. Tiêu Tinh nhìn thấy gương mặt của hắn tràn đầy vẻ ấm áp nhưng trong lòng lại bỗng chốc sửng sốt, ông ta cảm thấy đối phương chính là đang nói, mau moi tiền ra đây, nếu không đưa tiền thì tôi sẽ lập tức giết chết ông. Sắc mặt của ông ta bỗng chốc trở nên căng thẳng, ông ta nói, đương nhiên không thành vấn đề, tôi vẫn luôn là tín đồ của Thánh giáo mà. Nếu có thể vì Thánh chủ mà ra sức truyền bá đạo chính thống, đối với tôi mà nói thì đó là chuyện không thể hạnh phúc hơn được nữa rồi. Tề Đẳng Nhàn gật đầu một cách hài lòng và nói, ông Tiêu, năng lực của ông cũng vô cùng xuất chúng, cả ngày làm ổ trong tam giác độc để làm chút chuyện buôn bán nhỏ cũng thật là nhàm chán, sao ông không bỏ nó đi để đến Nam Dương làm chuyện lớn hơn? Tiêu Tinh nghe xong thì bỗng chốc rung động, đương nhiên ông ta cũng không muốn cả ngày làm ổ trong tam giác độc. Mặc dù ở đây làm vua một cõi cũng rất vui nhưng cũng chỉ là vua một cõi mà thôi, sao có thể thú vị bằng thế giới phồn hoa ở bên ngoài kia được chứ? Ông ta không dám rêu rao quá mức ra bên ngoài là bởi vì ông ta sợ những ông trùm từng có quan hệ với ông ta sẽ phái người giết chết ông ta để diệt khẩu, dù sao thì chỉ có cái miệng của người chết mới là thứ an toàn nhất. Tôi cũng muốn thế, có điều, ta sợ rằng nếu như mình xuất đầu lộ diện ở bên ngoài quá nhiều thì sẽ rước lấy cái họa sát thân. Tiêu Tinh nói. Sợ cái gì mà sợ, có nhị đương ra che chở ông rồi, không có một ai động vào ông được. Đồ phu ở bên cạnh nghe thấy như thế thì khịt mũi coi thường và khinh thường cười nói. Tiêu Tinh sửng sốt và nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, thầm nghĩ người này chắc hẳn phải rất phi thường thì mới có thể được một tên quan chức quân sư tàn bạo như đồ phu hết sức sùng bái như vậy. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu và nói, tôi sẽ giúp ông liên lạc với Trần Ngư, đại tiểu thư của Nam Dương Trần Thị, ông đến Nam Dương để làm việc với cô ấy, tôi bảo đảm sự an toàn của ông sẽ không có vấn đề gì. Trần Thị ở Nam Dương có địa vị như thế nào, tôi nghĩ chắc cũng không cần tôi giải thích với ông đâu nhỉ. Tiêu Tinh vô cùng ngạc nhiên, những năm gần đây ông ta vẫn luôn trốn ở bên trong tam giác độc,
tuy rằng thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài đi du lịch nhưng cũng không quan tâm lắm đến những việc xảy ra ở thế giới bên ngoài, tin tức hoàn toàn bế tắc. Nghe thấy Tề Đẳng Nhàn bảo rằng có thể giới thiệu đại tiểu thư của Trần gia cho mình, ông ta có chút không thể tin được và cũng có chút kích động. Ông ta cũng không cam lòng làm ổ ở trong tam giác độc cả đời, ông ta thường xuyên nhớ lại những năm tháng huy hoàng trước kia, cũng muốn sớm ngày tái xuất giang hồ và làm ra những thành tựu lớn. Nếu như anh Tề thực sự có thể bảo Nam Dương Trần thì quan tâm tôi hơn một chút thì tôi chắc chắn sẽ có thể làm nên việc lớn. Và lại, chỉ cần việc này có thể thành công thì tôi sẽ quyên góp cho cậu 1 tỷ để xây dựng giáo đường. Tiêu Tình cũng là một tên đại gia nên đã thẳng thắn buông ra những lời nói táo bạo. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy vậy, 1 tỷ, số tiền đó không hề nhỏ, trên mặt hắn ngay lập tức hiện lên một nụ cười, hắn nói, tốt lắm, sau này tôi sẽ bảo Đồ Phu phái người đưa ông đến Nam Dương, sau đó ông xem có thể làm được việc gì ở Nam Dương đi. Bây giờ Nam Dương cũng là một nơi vô cùng sóng gió, các thế lực ở khắp nơi đều đến đó để tranh đấu. Phía chính phủ muốn mượn sức mạnh của người Mỹ để lật đổ Trần gia. Đám người có dã tâm ở Hoa Quốc thì lại muốn thủ tiêu địa vị của Trần gia ở Nam Dương, một phe trong Trần gia cho rằng nên thuận theo tình hình hiện tại mà hợp tác với một số người, trong khi những người khác nghĩ rằng bọn họ lòng lang dạ sói và phải chiến đấu đến cùng. Tất nhiên Nam Dương sẽ có thể chứa chấp một Tiêu Tinh, chỉ cần ông ta sẵn sàng hợp tác với Trần Ngư và trở thành cánh tay đắc lực của Trần Ngư thì quyền lực của Trần gia sẽ bao bọc ông ta và tránh cho ông ta bị một số ông trùm theo chủ nghĩa nhân đạo của Hoa Quốc tiêu diệt. Với tài năng của Tiêu Tinh, ông gia chắc chắn sẽ có thể làm ra việc lớn. Ông tìm một vài người thông minh và có khả năng dẫn quân ở trong đội quân của Mạo Khôn để bọn họ cùng ông đi đến Nam Dương đi. Tề Đẳng Nhàn dặn dò Tiêu Tinh. Được, không thành vấn đề, Tiêu Tinh vui vẻ nói. Trần gia nắm chắc quân đội Nam Dương nhưng điều này cũng khiến cho bọn họ không có đủ nhân tài dự trữ. Bây giờ đám quan chức quân sư ở khắp nơi trong Nam Dương đều đang trỗi dậy, cũng khiến cho người khác phải rất đau đầu. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ, mình đúng là lúc nào cũng lo nghĩ cho Trần Ngư mà, nếu cô ấy không tự chụp một bộ ảnh nóng và gửi cho mình xem thì thật là không thể nói nổi mà. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, ngày hôm sau, Tiêu Tinh dẫn theo một số người ngồi lên chiếc thuyền lớn của thuyền trưởng để đi đến Nam Dương. Việc Tiêu Tinh đột nhiên xuất hiện ở Nam Dương có lẽ sẽ dọa được đám người đã từng có quan hệ lợi ích với ông ta. Đồng thời cũng có thể khiến cho đám người đó càng thêm kiêng dè Nam Dương và không dám tùy tiện ra tay. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy cách sắp xếp này của mình đúng thật là một mũi tên trúng nhiều con nhạn, không chỉ giải quyết được một phần áp lực kinh tế cho việc xây dựng giáo đường mà còn tặng cho Trần Thị một con bài tốt có thể lật ngược thế cờ. Hắn cũng chuẩn bị quay về Hương Sơn, trên đường đi, hắn xem được tin tức. Hôm nay... Nhà cai trị vĩ đại của Thánh giáo là Giáo hoàng Bệ hạ đã đến Triều Tiên và gặp gỡ người đứng đầu Triều Tiên tại Nhà Xanh. Triều Tiên cũng là một nơi mà tín ngưỡng Thánh giáo khá là phát triển, dù sao thì bọn họ cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc của người Mỹ. Chắc chắn Giáo hoàng sẽ phải ở lại Triều Tiên thêm vài ngày. Sao ông ta có thể là người chạy đến đó chỉ vì 10% phí hội viên hàng năm cơ chứ? Người ta là Giáo hoàng Bệ hạ đức cao vọng trọng. Mỗi một lời nói hay hành động đều đại diện cho Thánh giáo. Và lại, có tiền hay không cũng không quan trọng, đó chỉ là một chút tâm ý của các tín đồ mà thôi. Với tư cách là một bệ hạ được nhiều người yêu mến, giáo hoàng lo lắng một cách hợp lý cho sự an toàn của một tín đồ ngoan đạo như Lôi gia cũng đâu có gì là sai. Thánh chủ nói rồi, chúng sinh đều là con của ngài. Giáo hoàng chẳng qua chỉ là đang thay mặt thánh chủ quan tâm đến những đứa con của ngài một chút mà thôi, tiền hả, không thành vấn đề, có nhiều hơn một chút cũng tốt. Sau khi nhìn thấy tin tức, tinh thần của Lôi gia bỗng chốc trở nên phấn chấn, tốt lắm, bản lĩnh của Tề Đẳng Nhàn thật là lớn, quả nhiên là hắn đã thuyết phục được giáo hoàng. Triều Tiên ở ngay giáp Hoa Quốc, nếu như giáo hoàng muốn đến Hương Sơn thì chỉ một chuyến bay là có thể đến nơi rồi. Huống chi ở Hương Sơn còn một lượng tín đồ rất lớn. Có điều, những kẻ có dã tâm đang vây đánh Lôi gia lại khó có thể nhận ra được điều gì bất thường từ trong tin tức này. Dẫu sao thì giáo hoàng cũng là người thường xuyên đi đó đi đây, ông ta sẽ đến rất nhiều các quốc gia khác nhau để tổ chức các cuộc họp và thuyết giảng giáo lý Phúc M. Tôn Dĩnh Thục lại có thể nhận ra được sự bất thường từ trong tin tức này, cô ta chỉ có thể cảm thán một câu tuyệt vời, lần này,
những kẻ đang bao vây Lôi Gia e rằng đều sẽ phải phí công vô ích rồi. Tất cả nhân lực, vật lực và tài chính mà bọn họ đầu tư vào trong giai đoạn trước toàn bộ đều sẽ trở thành công cốc vì sự xuất hiện của giáo hoàng, không một ai trên thế giới này dám đối đầu với nhà lãnh đạo tôn giáo quyền lực nhất này cả. Toàn bộ thế giới phương Tây đều chịu ảnh hưởng sâu sắc của ông ta. Mấy tên người Mỹ này thật là ghê tởm và tham lam. Sau khi tắt tin tức đi, Tôn Dĩnh Thục lại bắt đầu cảm thấy có chút không vui. Lý Toàn Chân đương nhiên sẽ không buông tha cho cô ta, người đó đã cố tình mời một người Mỹ đến để gây phiền phức cho cô ta. Điều này khiến cho cô ta rất đau đầu, bởi vì cái tên người Mỹ đó là người của tập đoàn tài chính Boston. Địa vị của người Mỹ ở Triều Tiên giống như một người bố vậy. Càng huống chi đó còn là người của tập đoàn tài chính Boston. Phải biết rằng tập đoàn tài chính Boston chính là một trong những tập đoàn tài chính lâu đời của nước Mỹ. Bọn họ chính là những người đã bắt tay cùng với tập đoàn tài chính liên minh phía Đông để nâng đỡ ông Tổng thống thích ngồi xe mui trần. Đáng tiếc là vị Tổng thống này lại không chịu nghe lời, cuối cùng bị bắn xuyên qua đầu và đi làm quản gia cho thánh chủ lão nhân gia rồi. Đương nhiên Tôn Dĩnh Thục không dám đắc tội với người Mỹ, dựa vào sức ảnh hưởng của tập đoàn tài chính Boston, bọn họ hoàn toàn có thể lay động địa vị của cô ta ở Triều Tiên. Cho dù tài phiệt thượng tinh có trâu bò hơn nữa thì nhiều khi bọn họ cũng vẫn phải ngoan ngoãn nhìn vào sắc mặt của người Mỹ. Chị Dĩnh Thục, tôi về đến Hương Sơn rồi nè. Tâm trạng vốn dĩ không mấy vui vẻ của Tôn Dĩnh Thục đã bởi vì một tin nhắn do Tề Đẳng Nhàn gửi đến mà trở nên rất tốt. Khóe miệng của cô ta cong lên một cái rồi lại bắt đầu có chút khó xử, mình nên giả vờ lạnh lùng hay nên gặp mặt hắn một lần đây. Cô ta vốn cảm thấy bản thân mình có thể dễ dàng nắm thóp cái tên háo sắc Tề Đẳng Nhàn này, thế nhưng, hành động cợt nhả của Tề Đẳng Nhàn khi vào phòng mà chỉ uống nước khoáng rồi ngày hôm sau đã chạy thẳng đến Tam Giác Độc xa xôi khiến cho cô ta có chút bối rối và hoài nghi nhân sinh. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, Tôn Dĩnh Thục quyết định trả lời tin nhắn của Tề Đẳng Nhàn và hẹn nơi gặp mặt. Phu nhân, hôm nay ông Brandy hẹn cô cùng đi ăn tối, nếu như không nể mặt ông ta thì không được ổn cho lắm nhỉ. Trợ lý của Tôn Dĩnh Thục không nhịn được mà cẩn thận nhắc nhở. Tôn Dĩnh Thục nghe thấy vậy thì bỗng chốc có hơi tức giận, cô ta nói, mấy tên người Mỹ này đúng thật là được đằng chân lân đằng đầu, phiền phức chết đi được. Cũng không biết tại sao tay của bọn họ lại dài đến như vậy, sao lại nhất định muốn chạy đến Hương Sơn để làm cái trò buôn bán ngọc thạch nhảm nhí gì đó với Hà gia chứ. Trợ lý sợ đến không dám nói gì, thật hiếm khi nhìn thấy Tôn Dĩnh Thục tức giận đến như vậy. Tôn Dĩnh Thục cau mày và nói, cô cứ bảo là cơ thể của tôi không được khỏe, không đi được. Tất cả là tại con đàn bà hèn hạ Lý Toàn Chân đó, lần trước khi ở trên du thuyền cô ta muốn làm tôi bẽ mặt nhưng không thành, cuối cùng lại tự mình bị mất mặt nên mới tìm người Mỹ đến để đối phó với tôi. Nhất định phải hoàn toàn đá con đàn bà hèn hạ đó ra khỏi Hoa Quốc mới được, ai bảo cô ta cứ muốn làm hỏng chuyện của tôi cơ. Cô ta phất tay một cách cáu kỉnh rồi đi vào trong phòng thay đồ để chọn quần áo. Nhìn bản thân mình ở trong gương, Tôn Dĩnh Thục không khỏi thở dài một hơi, vẻ ngoài không chê vào đâu được, dáng người cũng trước nhô sau vểnh chân dài, có khí chất của một người con gái trưởng thành, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một sự ưu phiền cùng nóng nảy không dễ miêu tả. Cô ta chọn một chiếc váy hai dây bó sát màu xanh lá cây tôn dáng nhất, kết hợp với một đôi xăng đan cao gót tinh xảo, chật chật, quá hoàn hảo. Trợ lý nhìn cách ăn mặc này của phu nhân và cả cảm xúc xao động bất an khó hiểu ở trên mặt cô ta, thân là một người từng trải, cô ấy biết rằng cách ăn mặc trảm nam này của phu nhân chính là dùng để đối phó với tổng giám mục Tề có quan hệ mật thiết kia. Đúng như những gì Tôn Dĩnh Thục dự đoán, sau khi nhìn thấy cách ăn mặc này của cô ta, Tề Đẳng Nhàn đã vô cùng ngạc nhiên. Nhanh như thế mà đã trở về từ nước ngoài rồi à? Tôi còn tưởng anh sẽ phải đi ít nhất là vài tháng cơ đấy. Tôn Dĩnh Thục mỉm cười và nói với Tề Đẳng Nhàn, cô ta đưa tay ra nhẹ nhàng vén sợi tóc của mình ra, bộ dạng vô cùng quyến rũ. Tề Đẳng Nhàn cố gắng di chuyển ánh mắt đến trên khuôn mặt xinh đẹp của Tôn phu nhân, hắn mỉm cười và nói, chẳng phải là tôi lo cho chị Dĩnh Thục hay sao, tôi sợ người khác sẽ đến gây phiền phức cho cô nên mới vội vàng quay về đó mà. Này, tôi mang cho cô một ít đặc sản của bên đó, ngọc thạch thủy tinh trùng. Tề Đẳng Nhàn tiện tay đưa cho Tôn Dĩnh Thục một khối ngọc thạch to bằng nắm tay. Tôn Dĩnh Thục vui vẻ nhận lấy và nói, chắc là đắt lắm nhỉ. Thật tốt,
Quay về tôi sẽ tìm bậc thầy để làm nó thành trang sức giúp tôi và đeo nó mỗi ngày. Tề Đẳng Nhàn vô cùng đắc ý, EQ của anh đây quả nhiên đã tiến bộ rồi, gặp mặt còn biết tặng quà nữa. Cô không biết đâu, đây là viên ngọc mà tôi phải chọn lựa cẩn thận rất lâu mới chọn ra được đó. Tôi cảm thấy khối ngọc thạch này đặc biệt xứng với chị Dĩnh Thục, trong suốt long lanh, băng thanh ngọc khiết. Tề Đẳng Nhàn nói với giọng khen ngợi. Cảm ơn, Tôn Dĩnh Thục nở nụ cười vui vẻ, cô ta đặt khối ngọc thạch vào trong túi, tôi sẽ đối xử với nó thật tốt, quay về tôi sẽ cho người làm nó thành mấy bộ trang sức. Sau khi nói xong lời này, cô ta giơ hai tay ra ôm lấy cánh tay của Tề Đẳng Nhàn và ghé sát vào một cách thân mật. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy vô cùng đắc chí. Khối ngọc thạch này là hắn trộm về từ chỗ của đồ phu mà chẳng mất một đồng tiền nào cả, nhưng lúc tặng đi lại khiến cho Tôn phu nhân vui vẻ đến như vậy. Chị Dĩnh Thục, lát nữa chúng ta đi đâu ăn cơm đây? Tề Đẳng Nhàn đi cùng Tôn Dĩnh Thục, trong lúc vô thức, hắn đã vòng tay ra ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người ta từ bao giờ rồi. Vòng eo này vừa thon vừa mềm, hai bàn tay chụm lại với nhau là có thể ôm trọn lấy nó rồi, rõ ràng là đã tập yoga rất nhiều. Tôn Dĩnh Thục cười nói, cái này còn cần tôi phải nói à? Anh tự xem mà làm đi, sao lại không hiểu chuyện thế cơ chứ? Tề Đẳng Nhàn bèn nói, thế thì đến vườn hoa trên không của khách sạn Thiên Địa được không? Tôi có thẻ chí tôn của bọn họ, hôm nay tôi sẽ bảo bọn họ sắp xếp một chút. Tôn Dĩnh Thục nói, thế cũng được, tôi đã nghe về danh tiếng của vườn hoa trên không của khách sạn Thiên Địa từ lâu rồi, tiếc là mãi vẫn chưa có cơ hội để lên đó. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp gọi điện thoại cho bên khách sạn Thiên Địa để bảo người sắp xếp vườn hoa trên không. Ở một đô thị quốc tế như Hương Sơn, vườn hoa trên không cũng chỉ là có danh tiếng khá lớn mà thôi, đẳng cấp của nó đã bị thổi lên khá cao, trên thực tế thì có những khách sạn còn tuyệt vời hơn cả nó nữa cơ. Tề Đẳng Nhàn chọn chỗ này đương nhiên là có lý lẽ của hắn. Bởi vì tầng dưới của chỗ đó chính là phòng tổng thống đó. Tâm trạng hiện tại của Tôn Dĩnh Thục có chút mông lung. Dù sao thì hàng loạt những hành động của cợt nhả của Tề Đẳng Nhàn đã khiến cho cô ta cảm thấy có chút bối rối. Mà Tề Đẳng Nhàn cũng bị Tôn Dĩnh Thục làm cho có chút bối rối, Tôn phu nhân rốt cuộc có thèm muốn cơ thể của hắn hay không chứ, vì sao lần trước sau khi cùng nhau ăn khuya thì lại không có tiến triển gì. Ngồi dùng cơm ở trên bục kính lớn có thể nhìn bao quát cảnh quan nhiều nơi vẫn là một cảm giác rất tuyệt vời. Nhất là khi hôm nay Tôn Dĩnh Thục lại ăn mặc xinh đẹp như thế. Chiếc váy dài đã phác họa khí chất và vóc dáng của cô ta một cách không chê vào đâu được. Hình như sau khi trở thành tổng giám mục thì anh trở nên rất bận rộn nhỉ. Tôn Dĩnh Thục cười nói. Cũng có hơi bận, cơ mà cũng vẫn ổn, Tề Đẳng Nhàn nói. Giáo hoàng cũng là người rất có lương tâm, về cơ bản thì ông ta không sắp xếp bất kỳ nhiệm vụ hay công việc nào cho hắn cả, ngoại trừ một số công việc giáo dục cần phải xử lý ra thì Tề Đẳng Nhàn chẳng cần phải làm gì cả. Có điều, chuyện này đối với một người ngày thường đi làm toàn thích ngồi đánh bài như hắn mà nói đã coi như là rất bận rộn rồi. Tôn Dĩnh Thục tao nhã cắt thịt bò bít tết, sau đó chậm rãi đưa miếng thịt bò bít tết non mềm vào trong miệng, cô ta vừa ăn vừa cười nói với Tề Đẳng Nhàn, đôi mắt kia giống như biết nói chuyện vậy. Tề Đẳng Nhàn vẫn luôn cảm thấy hôm nay bất cứ chỗ nào của Tôn phu nhân cũng đều toát ra một sự quyến rũ chết người, giống như có một cái móc bạc đang kéo lấy linh hồn của hắn vậy. Tề Đẳng Nhàn bỗng chốc cảm thấy rất đói, sau khi ăn xong hai miếng bò bít tết, sườn cừu và cả gan ngỗng, hắn vẫn không nhịn được mà chảy nước miếng. À, thì ra mình không phải đang thèm đồ ngon à. Tề Đẳng Nhàn hoàn toàn tỉnh ra, mà là mình đang thèm muốn thứ linh hồn có phong cách độc đáo và cả nhân cách thú vị của cô ta nữa. Sự tao nhã và trưởng thành này của Tôn phu nhân khắp nơi đều mang theo một sự quyến rũ có thể kích thích hormone của người khác. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy hôm nay cô ta thậm chí còn có thể chiến đấu một trận với Irena Zinva khi đã mở ra toàn bộ hỏa lực. Tôn Dĩnh Thục cúi đầu cắt miếng bò bít tết và chậm rãi nói, chắc là tôi không cần phải lo lắng chuyện của tàu thuyền lôi thị nữa đâu nhỉ. Tôi đã nhìn thấy tin tức giáo hoàng bệ hạ đến thăm Triều Tiên và tiến hành truyền đạo rồi. Nếu như tôi đoán không nhầm thì chính anh đã mời giáo hoàng bệ hạ đến có phải không? Điểm dừng chân tiếp theo chính là Hương Sơn có đúng không? Tề Đẳng Nhàn lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc và nói, đừng có mà nói lung tung, giáo hoàng bệ hạ chỉ đơn thuần là vì giảng đạo nên mới vất vả bôn ba khắp nơi thôi, không phải do tôi mời đến đâu,
Lôi gia cũng là một tín đồ ngoan đạo, vậy nên giáo hoàng muốn đến xem thử mà thôi. Tôn Dĩnh Thục có hơi buồn cười, chắc là cái tên Tề Đẳng Nhàn này lại hứa hẹn với giáo hoàng không ít lợi ích rồi có phải không? Nếu không thì người ta cũng chả cần phải lặn lội đường xa từ châu U chạy đến đây rồi. Khi bọn họ ăn cơm xong vừa hay cũng là lúc hoàng hôn đang lặn về phía tây, từ chỗ này nhìn ra vừa hay có thể nhìn thấy mặt trời đang từ từ chìm xuống mặt biển, khiến cho người ta cảm nhận được một sự đẹp đẽ và buồn tẻ trước ánh chiều tà đỏ rực như máu. Tôn Dĩnh Thục lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm ảnh và nói, cảm ơn sự chiêu đãi của anh hôm nay, quy cách và trình độ phục vụ của vườn hoa trên không này thật là xứng đáng với sự tôn quý của nó mà. Cô ta ghé vào bên cạnh lan can và nghiêng người về phía trước, bờ mông được bọc trong lớp vải mềm, dường như ngay cả ánh mắt khi rơi xuống đó đều sẽ có thể bị đánh bật ra một cách nhẹ nhàng. Cô ta tận hưởng ánh hoàng hôn. Tổng giám mục Tề thì lại tận hưởng bờ mông dưới ánh hoàng hôn. Tề Đẳng Nhàn rót hai ly rượu vang đỏ, đưa một ly cho Tôn Dĩnh Thục, đứng song song với cô ta và nói, thực ra thì cũng chỉ là một mánh lưới quảng cáo, thuế IQ mà thôi. Tôn Dĩnh Thục quay đầu ra nhìn hắn một cái và nói, thuế IQ mà anh còn đến đây à? Chỉ cần cô vui thì mất một chút thuế IQ cũng có tính là gì đâu. Đời người không được quá trăm năm, vui vẻ nhiều hơn một chút mới là lẽ phải. Tề Đẳng Nhàn thuận tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Tôn Dĩnh Thục và để cho người quá phụ xinh đẹp ngoại quốc này dựa vào vòng tay của mình. Hoàng hôn buông xuống, sắc trời nhạt đi. Bóng tối vẫn luôn có thể che đậy sự xấu hổ của con người, hơn nữa còn có thể củng cố dũng khí của một số người. Vậy nên cái gan của Tề Đẳng Nhàn cũng đã trở nên to hơn, hắn đặt bàn tay lên khung cảnh mà mình đã tán thưởng từ lâu. Cơ thể mềm mại của Tôn Dĩnh Thục bỗng chốc run lên, cô ta không tránh né và cũng không hề ghét bỏ mà chỉ duy trì sự nho nhã trước sau như một của ngày hôm nay, thế nhưng khuôn mặt xinh đẹp thì lại đỏ bừng như một đám mây hồng. Đi thôi. Đưa tôi về nhà đi, Tôn Dĩnh Thục đứng thẳng dậy và nhẹ nhàng vỗ vào hắn một cái. Được thôi, Tề Đẳng Nhàn lại xị mặt xuống, được thôi, phòng tổng thống mở ra vô ích rồi. Hai người đi ra khỏi khách sạn, Tôn Dĩnh Thục lại giơ tay ra chỉ vào một quán cà phê ở phía trước và nói, đi mua cho tôi một cốc cà phê đi. Tề Đẳng Nhàn ồ một tiếng và nói, có thêm đường không? Tôn Dĩnh Thục nói, không cần. Tề Đẳng Nhàn cúi đầu ủ rũ và chuẩn bị rời đi, hắn cảm thấy vô cùng không vui, đã bị mất không một bữa cơm rồi mà còn phải mất thêm một cốc cà phê cao cấp nữa. Tôn Dĩnh Thục lại lườm hắn một cái độ IQ thấp này. Nhớ thêm đá đấy, cô ta đột nhiên nhắc nhở một câu. Sau khi nói xong lời này, cô ta không nhịn được mà bật cười, cảm thấy cái tên Tề Đẳng Nhàn này tuy rằng là một kẻ IQ thấp nhưng cũng khá là đáng yêu mà. Tề Đẳng Nhàn nhất thời ưỡn thẳng ngực lên, đường đi mua cà phê chỉ có mấy chục mét thôi mà lại khiến cho hắn đi đến bước đường mất hết tính người. Ngoại trừ anh ta ra thì không còn sự lựa chọn nào tốt hơn nữa rồi, vả lại, mình cũng thích anh ta. Tôn Dĩnh Thục yên lặng thầm nghĩ, mãi cho đến lúc này, cô ta mới cảm thấy mình đang sống như một người phụ nữ bình thường. Tề Đẳng Nhàn đã bước vào trong quán cà phê rồi, hắn cao giọng nói với nhân viên của quán, kiểu đá bào, không thêm đường. Nhân viên của quán nhìn hắn như đang nhìn một kẻ thần kinh vậy, anh mua cà phê thì cứ mua cà phê đi, sao lại phải phách lối giống như sắp sửa mua một cái đồng hồ mấy triệu thế. Các vị khách khác ở trong quán cũng đều lắc đầu và không nói nên lời. Thời buổi này đúng là loại người nhà quê nào cũng có mà, bỏ ra chút tiền để mua một cốc cà phê cao cấp mà đã cảm thấy bản thân mình vô cùng lợi hại rồi à. Đương nhiên Tề Đẳng Nhàn cũng đã chú ý đến cảm xúc tiêu cực của những người này. Có điều, anh đây là một người có IQ cao, sao có thể chấp nhặt với đám người xàm xí này được? Cái đám xàm xí này mãi mãi sẽ không biết được kính trọng Tào thừa tướng là cảm giác vui vẻ như thế nào đâu. Tề Đẳng Nhàn âm thầm cười khẩy, hắn còn vui vẻ phất tay một cái. Tôn Dĩnh Thục nhìn theo bóng lưng của Tề Đẳng Nhàn mà không khỏi lắc đầu một cách bất lực, trên mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng. Chẳng phải Tôn phu nhân nói là cơ thể không được khỏe hay sao? Sao lại chạy ra đây để đi hẹn hò rồi? Một giọng nói không vui truyền đến, đó là giọng nói của một người đàn ông da trắng đang mặc một bộ Âu phục màu xanh. Nụ cười trên mặt Tôn Dĩnh Thục ngay lập tức thu lại, cô ta lạnh lùng quay đầu lại nhìn một cái và nói, thì ra là ông Brandy à,
không ngờ rằng lại trùng hợp như thế đấy. Lúc tôi hẹn ông thì cơ thể tôi không được thoải mái. Đến lúc từ chối ông rồi thì cơ thể lại trở nên thoải mái rồi. Randy nghe thấy lời này thì ánh mắt bỗng chốc trở nên lạnh đi, ông ta nói, Tiểu Hà, loại người này, dùng tiếng Hoa của các người thì nên nói như thế nào nhỉ? Hà Định Khôn, thiếu gia của Hà gia chạy ra như một con chó và liên tục cười nói, ngài Brandy, trong tiếng Hoa của chúng tôi, loại người này chính là rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt. Brandy nghe thấy thế thì gật đầu một cách hài lòng và nói với Tôn Dĩnh Thục, cô nghe thấy chưa? Tôn Dĩnh Thục lạnh lùng nói, có cần tôi nói rõ hơn một chút không? Tôi chính là không thèm để ý đến ông nên mới từ chối ông đó. Và lại, tôi đã đủ lịch sự và nhẫn nhịn đối với ông rồi, ông đừng có mà quá đáng. Cho dù có nói thế nào thì tôi cũng là bà trùm của tài phiệt thượng tinh đó. Ha ha ha, bà trùm của tài phiệt thượng tinh. Nếu tôi vui vẻ, tôi sẽ gọi cô một tiếng Tôn phu nhân. Nếu tôi không vui thì tôi coi cô như một con chó cũng được cả thôi. Cái thứ đê tiện đến từ Triều Tiên như cô mà cũng có tư cách để từ chối một người Mỹ cao quý như tôi à? Trong mắt Brandy lóe lên lửa giận, ông ta tiến lên phía trước một bước, nhìn Tôn Dĩnh Thục ở khoảng cách gần và lạnh lùng nói. Những lời nói ngang ngược này của Brandy khiến cho Tôn Dĩnh Thục tức đến đỏ bừng cả mặt. Có ý gì chứ? Người Triều Tiên nhất định phải làm chó cho người Mỹ à? Cô ta siết chặt nắm đấm của mình, nhịn không được mà run rẩy toàn thân và cắn răng nói, lời ông nói là chỉ người khác chứ không phải chỉ tôi. Người khác không dám từ chối ông nhưng tôi thì dám. Ông cảm thấy bản thân mình là cái thá gì mà có thể vênh mặt hất hàm sai khiến tôi. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết, cái con đàn bà thối tha này. Brandy sững sờ một lúc rồi cười khẩy và nói. Trong lúc nói chuyện, ông ta đã giơ tay lên và thẳng tay giáng cho Tôn Dĩnh Thục một cái bạt tai. Tôn Dĩnh Thục cũng không ngờ rằng Brandy lại có thể ngang ngược và hống hách đến như vậy, ở ngay trước mặt đám đông mà lại dám tát vào mặt của một bà trùm có địa vị không hề thấp ở trong tài phiệt thượng tinh như mình. Cái tát này đánh cho cô ta nghiêng đầu sang một bên, khóe miệng bắt đầu tê dại, da mặt ngay lập tức đỏ lên một mảng. Sau khi tát Tôn Dĩnh Thục một cái, Brandy nở nụ cười đắc ý và nói, bây giờ cô biết tôi là cái gì chưa? Còn dám cãi lại tôi à? Tôi mời cô, đó là niềm vinh hạnh của cô, cái đầu lợn da vàng không biết điều này. Cô không nên, cũng không có tư cách để từ chối lời mời mà một người đàn ông da trắng ưu tú gửi đến cho cô. Cô dám từ chối thì đó chính là lỗi của cô, vậy nên cô phải đứng nghiêm chịu đòn. Hà Định Khôn ở bên cạnh nghe thấy Brandy nói câu lợn da vàng thì bỗng chốc cau mày, cảm thấy rất không thoải mái. Dư quang của Brandy nhìn thấy anh ta cau mày thì hất cằm lên và nhàn nhạt nói, sao nào, Hà thiếu gia cảm thấy lời của tôi có chỗ nào sai à? Hà Định Khôn vội vàng nói, không không không, tôi cảm thấy lời của ngài Brandy rất chính xác. Cái con đàn bà chết tiệt này không nên từ chối lời mời của ngài. Brandy nói một cách kiêu ngạo, ha. Đám người da vàng các người ở đất nước của tôi cùng lắm cũng chỉ có thể xem là công dân hạng hai mà thôi. Thứ người thấp kém, chẳng lẽ không nên nghe lời hay sao? Đúng, tôi cũng cảm thấy người da trắng mới là những con người ưu tú nhất trên thế giới này. Hà Định Khôn nói hùa theo, trong lúc nói chuyện, anh ta uất ức đến mức gương mặt có hơi đỏ lên. Tôn Dĩnh Thục hoàn hồn lại, cô ta nhẹ nhàng sờ lên gò má của mình, trong ánh mắt như thể sắp phun ra lửa vậy. Cô ta cũng chẳng nói gì mà cứ thế giơ tay lên rồi tát trả lại một cái. Randy cũng không ngờ rằng Tôn Dĩnh Thục lại dám đánh trả lại mình, trong lúc lơ là mất cảnh giác, gương mặt của ông ta đã phải ăn một cái tát đau đớn. Có điều, sức mạnh của phụ nữ suy cho cùng vẫn không thể so với đàn ông được, ông ta da thô thịt dày, ăn một cái tát như vậy rồi mà cũng không có bao nhiêu thương tổn. Hơn nữa, ông ta cũng đã bị một cái tát này của Tôn Dĩnh Thục chọc giận rồi. Ông ta vung cánh tay lên và lại giáng cho Tôn Dĩnh Thục một cái bạt tai nữa. Cái tát này đã đánh vỡ khóe miệng của Tôn Dĩnh Thục. Nhưng Tôn Dĩnh Thục cũng là một kẻ ghê gớm, sau khi ăn cái tát thứ hai, cô ta không nói lời nào mà cũng vung tay lên và tát thẳng vào mặt ông ta. Randy đã hoàn toàn tức giận, ông ta nổi trận lôi đình và nói, con đàn bà đáng chết này, cô đúng là chán sống rồi, thế mà lại dám đánh trả à? Hôm nay tôi sẽ khiến cho cô chết mà không có chỗ chôn,
thế mà lại dám khiêu khích uy nghiêm của tập đoàn tài chính Boston chúng tôi. Nói xong lời này, ông ta giơ chân lên và chuẩn bị đạp Tôn Dĩnh Thục bay ra ngoài. Thế nhưng Tề Đẳng Nhàn lại bước ra khỏi quán cà phê vào ngay lúc này, thấy Brandy chuẩn bị ra tay, hắn không nói lời nào mà ngay lập tức mạnh mẽ ném cốc cà phê ở trong tay về phía này. Ở khoảng cách mấy chục mét này mà muốn ném một cách chính xác thì cũng không phải là một chuyện đơn giản. Bụp! Một cốc cà phê đá đầy ắp nổ tung ở ngay sau đầu Brandy, sức mạnh đó khiến cho Brandy loạng choạng một cái và trực tiếp ngã lăn ra đất. Có điều, thứ mà Tề Đẳng Nhàn ném ra dù sao cũng chỉ là một cái cốc nhựa, ở bên trong thì lại đựng toàn chất lỏng, cho dù sức mạnh có lớn hơn nữa thì thương tổn gây ra cho con người cũng là có hạn. Có thể đánh cho người kia ngã xuống đất là đã đủ để thấy lực tay của hắn kinh khủng đến nhường nào rồi. Sau khi đánh ngã Brandy, Tề Đẳng Nhàn nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tôn Dĩnh Thục. Ngài Brandy, ngài không sao chứ? Ngài Brandy, Hà Định Khôn thấy Brandy bị một cốc cà phê đánh cho ngã lăn ra đất thì vô cùng bất ngờ và vội vàng chạy đến đỡ ông ta dậy. Dưới sự dìu đỡ của anh ta, Brandy lúc này mới đau đớn đứng thẳng người dậy. Đầu óc vẫn còn cảm thấy có hơi choáng váng. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy bên má trái sưng phồng của Tôn Dĩnh Thục thì bỗng nổi trận lôi đình và nói, có chuyện gì thế, tôi chỉ mới đi mua một cốc cà phê thôi mà cô đã bị người ta đánh thành thế này rồi à? Tôn Dĩnh Thục gượng cười và nói, biết làm sao được, gặp phải thứ người không có văn hóa rồi. Cái tên người Mỹ này là người của tập đoàn tài chính Boston, chắc là Lý Toàn Chân bảo ông ta đến để gây phiền phức cho tôi đó. Tề Đẳng Nhàn quay đầu qua bên kia, trong đầu xuất hiện ý nghĩ muốn bóp chết Brandy. Sao cứ mỗi lần chuẩn bị có chuyện tốt là lại có kẻ ngốc đến để phá đám thế nhỉ? Cái đồ đáng chết kia, ban nãy là mày ném cốc cà phê vào đầu tao có đúng không? U phục của Brandy đã bị ướt sũng, mùi cà phê khiến cho ông ta tức giận đến không thể chịu nổi nữa. Tề Đẳng Nhàn quay đầu ra nhìn ông ta và lạnh lùng nói, ban nãy là ông đã đánh người có đúng không? Brandy cười khẩy và nói, là tao đánh đấy, sao nào? Người Mỹ chúng tao dạy bảo lại mấy con chó mà mình nuôi thì liên quan quái gì đến con khỉ người Hoa mày chứ? Hà Định Khôn cũng ở bên cạnh phụ họa theo, cái tên họ Tề kia, cậu đừng có mà phách lối. Ngài Brandy là khách quý đến từ nước Mỹ, là ông trùm của tập đoàn tài chính Boston đó, cậu dám ra tay với ông ấy, cậu có tin là cả cái Hoa Quốc đều không chứa nổi cậu không? Tề Đẳng Nhàn nhìn Hà Định Khôn với ánh mắt khinh thường, trên mặt mang theo nụ cười châm chọc, cái thứ chó má xính ngoại này, chỉ nhìn thôi cũng thấy ghê tởm. Hà Định Khôn thấy hắn khinh thường mình thì sắc mặt bỗng chốc trầm xuống, anh ta nói, đừng cho rằng cậu trở thành tổng giám mục khu vực phía nam của Thánh giáo thì có thể thách thức tập đoàn tài chính của nước Mỹ, nếu cậu đắc tội với tập đoàn tài chính Boston thì chưa chắc giáo hoàng sẽ bảo vệ cậu đâu. Brandy nghe không hiểu tiếng Hoa mà Hà Định Khôn đang nói với Tề Đẳng Nhàn, ông ta chỉ nhìn Tề Đẳng Nhàn và chậm rãi nói, mày muốn ra mặt cho con đàn bà này à? Được lắm, nếu như hôm nay mày không cho tao một lời giải thích khiến cho tao hài lòng thì tao sẽ cho mày hiểu được người Mỹ chúng tao bá đạo đến nhường nào. Tôn Dĩnh Thục lắc đầu với Tề Đẳng Nhàn và nói, bỏ đi, cái tên này là người của tập đoàn tài chính Boston, nếu như khiến cho chuyện này trở nên quá ầm ĩ thì sẽ rất khó có thể kết thúc. Người của tập đoàn tài chính Boston. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy vậy thì trực tiếp phì cười. Đương nhiên Tề Đẳng Nhàn biết người mà tập đoàn tài chính Boston phái đến Hương Sơn là ai, đó còn là người mà hắn đã bỏ tiền ra để mời đến mà. Người mà tập đoàn tài chính Boston phái đến Hương Sơn hoàn toàn chỉ là hạng người tôm tép mà thôi, ở trong tập đoàn tài chính Boston thậm chí còn chẳng được xếp hạng. Này, anh đừng có mà ra vẻ nữa. Tập đoàn tài chính Boston không dễ chọc vào đâu. Tôn Dĩnh Thục nhìn bộ dạng khinh thường của Tề Đẳng Nhàn thì lập tức khẽ giọng nói với hắn. Tề Đẳng Nhàn lại thản nhiên nói, đương nhiên là tôi biết tập đoàn tài chính Boston không dễ chọc vào rồi, cơ mà cái tên Brandy này thì là cái thứ rác rưởi gì chứ? Ông ta mà cũng xứng ra vẻ ở trước mặt tôi à? Ông ta mà cũng xứng để ra tay với cô à? Tôn Dĩnh Thục ngẩn người một lúc. Hà Định Khôn ở bên cạnh cười phá lên và nói, thật nực cười, cậu cho rằng mình là cái thá gì mà cũng có thể coi thường ngài Brandy. Ngài Brandy là người có địa vị hết sức quan trọng ở trong tập đoàn tài chính Boston đó,
Ngài ấy là đối tác mà tập đoàn tài chính Boston phái đến để làm ăn với Hà gia chúng tôi, địa vị vô cùng cao quý, là người mà cậu không thể chọc vào đâu. Câm miệng đi, đồ ngu, Tề Đẳng Nhàn dứt khoát quát lên. Trong lúc nói ra lời này, hắn đưa tay ra tóm lấy quần áo của Brandy và giơ tay lên chào hỏi cái miệng của ông ta. Tề Đẳng Nhàn tóm lấy cổ áo của Brandy rồi tát qua tát lại và liên tục giáng xuống mười mấy cái bạt tai, đánh cho hàm răng của ông ta lung lay. Ông ta há miệng ra, nhổ ra ngoài một cái, răng trắng trộn lẫn máu tươi rơi xuống đất. Việc hắn đột nhiên ra tay, hơn nữa còn ra tay nặng đến như thế quả thực đã khiến cho Tôn Dĩnh Thục và Hà Định Khôn phải sợ hãi một trận. Hà Định Khôn vô cùng kinh ngạc, sau đó chỉ tay vào Tề Đẳng Nhàn và nói với giọng run rẩy, cậu. Cái thứ không biết sống chết kia, thế mà cậu lại dám đối xử với ngài Brandy một cách thô bạo như thế à, cậu chết chắc rồi. Tề Đẳng Nhàn cười khẩy và nói, trước đây ông đây đã từng là phần tử khủng bố đấy, nếu như anh còn dám lèm bèm thêm một câu nào nữa thì tôi giết chết anh cùng cái tên người Mỹ này rồi đem đi cho cá mập ăn, anh có tin không? Đương nhiên Hà Định Khôn đã nghe về việc Tề Đẳng Nhàn đại khai sát giới ở Hương Sơn rồi, quả nhiên anh ta đã bị câu nói này của hắn dọa cho sắc mặt trở nên trắng bệch và không dám nói thêm một câu nào nữa. Mày, con mẹ mày, thế mà mày lại dám ra tay đánh tao? Tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu. Brandy đau đớn ôm lấy gò má của mình và nói. Nếu như ông đã dám ra tay đánh một người phụ nữ thì nên chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc sẽ bị người đàn ông của người phụ nữ đó đánh trả. Tề Đẳng Nhàn nói ra những lời không thuận miệng và cười khẩy đáp trả. Tôn Dĩnh Thục nghe thấy vậy thì trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, thì ra cảm giác có người để dựa dẫm lại tốt đến như thế. Brandy cười gằn lên và nói. Mày dám ra tay nặng như vậy, đây không đơn giản là vấn đề của riêng một ai nữa rồi, tao sẽ ngay lập tức thông báo cho đại sứ quán, để tao xem thử mày còn hống hách được như thế nào nữa. Tề Đẳng Nhàn đạp vào bụng ông ta một cái và nói với giọng không vui, đồ vô dụng, bây giờ thì biết tìm người để tố cáo rồi à? Sao lúc trước khi bắt nạt người khác thì không nghĩ đến những chuyện này đi? Brandy rít lên một tiếng đau đớn rồi ngã lăn ra đất và cuộn tròn lại như một quả bóng. Ông ta cảm thấy ruột gan của mình như đã xoắn lại với nhau rồi vậy. Sao nào, anh muốn ra mặt giúp cho ông ta hả? Tề Đẳng Nhàn nhìn Hà Định Khôn và nói với giọng uể oải. Sắc mặt của Hà Định Khôn bỗng chốc trở nên căng thẳng. Tề Đẳng là một kẻ hung hãn thậm chí còn dám làm ra loại chuyện như bắt cóc thiếu gia của quý gia, Hà gia còn chưa đạt đến đẳng cấp của quý gia nữa, sao anh ta dám đối đầu với Tề Đẳng Nhàn chứ? Tề Đẳng Nhàn bày ra vẻ mặt châm chọc và nói, con lợn da trắng kia, sao lại không nói gì nữa rồi? Hống hách tiếp đi nào. Sau khi nói xong lời này, hắn ngồi xổm xuống trước mặt Brandy và cúi đầu nhìn chằm chằm vào ông ta. Brandy cắn răng nói, mày đợi đó cho tao. Tao là người của tập đoàn tài chính Boston đó, mày dám động vào tao có nghĩa là mày không đặt tập đoàn tài chính Boston vào trong mắt. Tao nói cho mày biết. Mày đừng mong sẽ được sống yên ổn, còn có cái thứ đàn bà hèn hạ Tôn Dĩnh Thục kia nữa, cô cũng sẽ phải trả giá cho chuyện này. Sắc mặt của Tôn Dĩnh Thục có chút khó coi, cô ta đương nhiên không thể chọc vào tập đoàn tài chính Boston được, nếu như tập đoàn tài chính Boston thông qua chính phủ Mỹ để gia tăng áp lực đối với tài phiệt Thượng Tinh thì cô ta sẽ trở nên vô cùng bị động. Thậm chí còn có khả năng tất cả mọi người trong tài phiệt Thượng Tinh sẽ liên kết với nhau để đá cô ta ra khỏi cửa nữa. Càng có khả năng chính phủ Triều Tiên sẽ vì để xoa dịu cơn giận của tập đoàn tài chính Boston mà ra tay với cô ta. Cái giá này thực sự quá lớn, lớn đến mức cô ta khó có thể chấp nhận nổi. Còn nữa, chưa có thấy bây giờ Tề Đẳng Nhàn nở mày nở mặt đến như vậy, nhưng nếu thực sự chọc đến một gã khổng lồ như tập đoàn tài chính Boston thì không biết cuộc sống của hắn cũng sẽ trở nên khó khăn đến nhường nào đâu. Ông chỉ là một con tôm con tép mà tập đoàn tài chính Boston phái đến mà thôi, ông mà cũng xứng đáng để nói chuyện với tôi như vậy à? Tề Đẳng Nhàn nắm tóc Brandy, nâng đầu ông ta lên và giơ tay thẳng tay tát cho ông ta một cái bạt tai. Hà Định Khôn sợ đến mức suýt chút nữa đã ngạt thở, đang định gọi điện thoại cho ai đó thì lại nhìn thấy có một bóng người quen thuộc đang đi ra khỏi khách sạn. Anh ta lao lên như thể bắt được cứu tinh và nói với người đó, ông Hoắc, ông đến thật đúng lúc. Ông mau nhìn xem, ngài Brandy của tập đoàn tài chính Boston bị người khác đánh ngay trên phố này.
Hôm nay Hoắc Đa đến đây là để ăn cơm cùng với bạn bè, tâm trạng còn đang vô cùng vui vẻ. Sau khi nghe thấy lời này của Hà Định Khôn, ông ta sợ đến giật mình một cái, toàn thân nổi đầy da gà da vịt. Nếu như một người nước ngoài bình thường bị đánh thì cũng không sao cả. Nhưng nếu là người của tập đoàn tài chính Boston bị đánh thì sự việc sẽ thật là tồi tệ. Những tên nước ngoài này giỏi nhất là nhân cơ hội gây sự, một khi tin tức này bị bọn họ tung ra bên ngoài thì nhất định sẽ gây ra không ít dư luận quốc tế, cái đám người Mỹ đáng ghê tởm đó có lẽ cũng sẽ nhân cơ hội này mà mạnh mẽ công kích Hoa Quốc, càng huống chi Hương Sơn là một thành phố quốc tế nhạy cảm như vậy. Và Hoàng Văn Lãng, thị trưởng của thành phố này thì lại chỉ mới có được chỗ đứng mà thôi. Hoắc Đa cũng bất chấp trạng thái đối địch giữa Hà Gia và Hoàng Văn Lãng mà vội vàng chạy theo Hà Định Khôn. Ông ta vừa mới đến nơi thì đã nhìn thấy Thường Uy đang đánh Lai Phúc. Hừ, vừa mới đến nơi thì đã nhìn thấy Tề Đảng Nhàn đang tát vào mặt Brandy. Sao lại là cậu? Sao lại là cậu nữa? Sao vẫn là cậu thế? Sao lúc nào cũng là cậu thế? Sau khi Hoắc Đa nhìn thấy cái tên đang đánh người là Tề Đảng Nhàn thì bỗng có chút phát điên. Với tư cách là cảnh sát trưởng, ông ta rất nhạy cảm với thông tin. Sau đại hội võ thuật Hương Sơn, ông ta đương nhiên biết rằng Lý Bán Nhàn, cái tên mập thích gây sự trước đây, thực chất chính là do Tề Đảng Nhàn giả mạo. Vậy nên, ông ta đã nhịn không được mà liên tục thốt ra bốn câu với vẻ mặt đầy tức giận. Trong bốn câu này có thể phản ánh sự bất lực và tuyệt vọng trong lòng cảnh sát trưởng Hoắc. Tề Đảng Nhàn biết Hoắc Đa là tâm phúc của Hoàng Văn Lãng, hơn nữa còn là cảnh sát trưởng của Hương Sơn nên đương nhiên không tiện xử lý Brandy ở trước mặt ông ta nữa. Hắn hậm hực rút tay về, đứng dậy và cười nói a, à, cảnh sát trưởng Hoắc à, lâu lắm rồi không gặp. Hân hạnh, hân hạnh. Sau khi nói xong lời này, hắn giơ tay với Hoắc Đa. Sắc mặt Hoắc Đa cứng đờ, ông ta nhìn vào bàn tay đẫm máu đang vươn ra của hắn, da mặt khẽ run. Sau đó liếc nhìn Brandy ở trên mặt đất, bây giờ người đã bị đánh thành đầu heo luôn rồi. Ồ, thật ngại quá, toàn là máu thôi. Tề Đảng Nhàn cười cười, hắn thu tay lại rồi vẩy nhẹ một cái, vết máu trên tay đã hoàn toàn biến mất. Hoắc Đa không muốn bắt tay với loại người như thế này đâu, ông ta mạnh mẽ nhíu mày và cắn răng nói, Tổng Giám Mục Tề, cậu đang chê thị trưởng Hoàng chưa đủ nhiều việc phải làm có phải không? Tề Đảng Nhàn ngẩn người một lúc rồi nói, sao cảnh sát trưởng Hoắc lại nói như thế chứ? Hoắc Đa tức giận nói, đây là ông Brandy của tập đoàn tài chính Boston, là người đại diện cho tập đoàn tài chính Boston đó. Cậu đánh ông ta thành ra thế này, nếu như việc này làm ầm ra quốc tế thì cậu cảm thấy chúng ta sẽ được lợi hay sao? Tề Đảng Nhàn giơ tay ra chỉ vào Tôn Dĩnh Thục, nhún vai một cách bất lực và nói, nhưng rõ ràng là ông ta ra tay đánh người trước mà. Tôi thế này mà gọi là ra tay đánh người à? Rõ ràng là tôi đang bảo vệ an toàn về tài sản và tính mạng của người khác mà. Vậy nên, thế này mà có thể gọi là đánh người hay sao? Đây gọi là gì? Đây gọi là hành hiệp trượng nghĩa mà. Khóe miệng Hoắc Đa mạnh mẽ co rút một cái, ông ta tức giận nói, cậu bớt ở đây làm trò đánh lừa dư luận với tôi đi, đây mà gọi là hành hiệp trượng nghĩa à? Cậu như thế này là đã cấu thành tội danh cố tình gây thương tích rồi. Tề Đảng Nhàn vô cùng bất ngờ, hắn nói, ông ăn nói cho cẩn thận đấy nhé, có tin là tôi mời Trương Tam đến làm luật sư để tống cả ông vào tù hay không hả? Hoắc Đa nhìn hắn với vẻ cạn lời, cái tên này bị thiếu mất dây thần kinh não à? Đánh người thành ra thế này rồi mà còn có tâm trạng để cười đùa cợt nhả với mình hay sao? Lúc này... Hà Định Khôn đã đưa tay ra đỡ Brandy đứng dậy khỏi mặt đất rồi, có Hoắc Đa ở đây rồi, cái gan của anh ta chẳng mấy chốc đã lớn hơn không ít. Chỉ nghe thấy Hà Định Khôn lớn tiếng nói, cảnh sát trưởng Hoắc, ông không thể bởi vì quen biết cậu ta mà bao che cho cậu ta được. Ngài Brandy đã bị đánh thành thế này rồi, cậu ta nhất định phải cho ngài ấy một lời giải thích hợp lý, nếu không thì cả cái Hương Sơn sẽ đều bị bôi nhọ bởi vì cậu ta mất thôi. Hoắc Đa cũng được coi là một người lịch sự rồi. Nếu như đổi lại là người khác thì có lẽ đã chửi thề từ lâu rồi. Dù sao thì cái tên Tề Đảng Nhàn này thực sự khiến cho ông ta không thể bớt lo được. Thấy Tôn Dĩnh Thục vẫn còn có hơi căng thẳng, Tề Đảng Nhàn bèn nói với cô ta, cô yên tâm đi, tôi đảm bảo hôm nay tôi sẽ khiến cho cái tên người Mỹ này phải trở nên ngoan ngoãn,
nếu như ông ta không chịu quỳ xuống liếm giày cho tôi thì tôi sẽ không bỏ qua cho ông ta đâu. Tôn Dĩnh Thục vô cùng ngạc nhiên, cô ta cũng không biết Tề Đảng Nhàn lấy đâu ra sự tự tin đó nữa, suy cho cùng thì đối phương cũng là người của tập đoàn tài chính Boston mà. Có điều, cô ta cũng biết rằng nếu như sự việc đã ầm ĩ đến mức này rồi thì cứ để cho Tề Đảng Nhàn toàn quyền xử lý là được rồi. Randy giận dữ quát lên với Hoắc Đa, cảnh sát trưởng Hoắc, anh ninh trật tự của Hương Sơn các người chính là như thế này đấy à? Đây là cách mà người Hoa Quốc các người đối xử với khách nước ngoài à? Thế mà cậu ta lại dám đánh tôi nặng như vậy, có phải là cậu ta coi người Mỹ chúng tôi như kẻ thù không? Tề Đảng Nhàn ngẩn người một lúc rồi nói ấy, đúng rồi, tôi thực sự rất ghét cái đám người Mỹ các người đấy. Lần trước có một tên người Mỹ chạy thoát khỏi tay tôi đã hối hận trong suốt một khoảng thời gian dài đó. Bởi vì có sự tồn tại của Clark nên Tề Đảng Nhàn không có hảo cảm với cái đám người da trắng ngạo mạn này. Đương nhiên, cái tên Clark đó thực sự có cái để mà ngông cuồng, một thân một mình đến Hương Sơn gây chuyện mà còn có thể rút lui an toàn, đủ để chứng minh sức mạnh và lòng dũng cảm của bản thân anh ta. Nhưng còn cái loại người cáo mượn oai hùng như Brandy thì Tề Đảng Nhàn thật sự rất xem thường. Hoắc Đa nổi giận với Tề Đảng Nhàn, cậu có thể bớt nói vài câu đi được không? Có phải cậu thực sự không hiểu rõ sự việc này sẽ ầm ĩ đến mức nào hay không? Randy là khách nước ngoài, hơn nữa còn là khách nước ngoài đến từ tập đoàn tài chính Boston, nếu như ông ta tố cáo lên đại sứ quán rồi thì không ai có thể gánh được cái tội này đâu. Cảnh sát trưởng Hoắc, chuyện này không cần ông nhúng tay vào, hôm nay tôi nhất định phải xử lý ông ta. Ông lùi ra sau một chút đi, tôi còn phải cho ông ta vài cái bạt tai nữa. Tề Đảng Nhàn cười tít mắt và nói. Hắn xoay tay chuẩn bị đánh người, dọa cho Brandy sợ đến trắng bệch cả mặt, ông ta vội vàng lùi về sau vài bước và gầm lên với Hoắc Đa, cảnh sát trưởng Hoắc, ông còn không mau chế ngự cái tên côn đồ đó đi à? Hoắc Đa đang định nói chuyện thì Tề Đảng Nhàn đã lao lên tóm lấy Brandy rồi, hắn giơ đầu gối lên, nhắm chuẩn và đá thẳng vào bụng của ông ta, khiến cho ông ta nôn ra cả nước vàng. Hắn ném Brandy ra với vẻ ghét bỏ. Cười khẩy và nói, lấy tập đoàn tài chính Boston ra để dọa tôi á. Ông thật sự cho mình là ông trùm của tập đoàn rồi có phải không? Hoắc Đa vội vàng gọi điện thoại cho Hoàng Văn Lãng, ông ta biết Hoàng Văn Lãng và Tề Đảng Nhàn có quan hệ rất thân thiết, ông ta không thể làm gì được cái tên mất trí này rồi nên chỉ có thể bảo Hoàng Văn Lãng đến thu dọn tàn cục mà thôi. Kết quả, ông ta vừa mới nói chuyện này ra thì Hoàng Văn Lãng lại phì cười một cái. Để cho cậu ta tự mình xử lý là được rồi, cậu chỉ cần ở bên cạnh trông chừng để tránh thương vong thôi. Hoàng Văn Lãng dặn dò. Ơ kìa, thị trưởng Hoàng, tôi còn chưa nói rõ à. Người mà cậu ta đánh là Brandy đó, là người đến từ tập đoàn tài chính Boston đó, chuyện này sẽ rất nghiêm trọng đó. Hoắc Đa sững sờ một lúc rồi vội vàng nói. Hoàng Văn Lãng nói, cậu đã nói rõ lắm rồi, nhưng tôi còn chưa nói rõ hay sao? Chuyện này cậu không cần quan tâm đâu, cứ kệ cho cậu ta muốn làm gì thì làm đi, dù sao thì đến cuối cùng cậu ta cũng sẽ giải quyết được ổn thỏa thôi. Sau khi nói xong lời này, Hoàng Văn Lãng trực tiếp cúp điện thoại. Trong đầu Hoắc Đa kêu lên ong ong, Hoàng Văn Lãng đang buông xuôi đấy à? Hay là ông ta thực sự tin rằng Tề Đảng Nhàn sẽ có thể chống lại tập đoàn tài chính Boston? Vốn dĩ hôm nay tâm trạng của ông đây đang rất tốt mà ông lại cứ phải nhảy ra gây sự, thế chẳng phải đi tìm chết thì là gì? Tề Đảng Nhàn nắm tóc Brandy và kéo ông ta đến trước mặt Tôn Dĩnh Thục. Quỳ thẳng lên cho ông, nếu như còn dám lèm bèm thêm một câu nào nữa thì tôi sẽ dứt khoát đấm nát cái đầu chó của ông. Hôm nay cho dù ông trời có đến đây thì cũng không cứu được ông đâu. Brandy cũng đã bị Tề Đảng Nhàn đánh cho một trận không gì đau đớn hơn nên lá gan cũng đã trở nên mềm nhũn rồi, sau khi bị kéo đến trước mặt Tôn Dĩnh Thục và bị ép quỳ xuống thì ông ta cũng không dám nói thêm bất cứ một câu nào nữa. Hà Định Khôn ở bên cạnh thì sợ đến run rẩy toàn thân, cái tên ma vương này đúng thật là vô pháp vô thiên mà, ở ngay trước mặt Hoắc Đa mà vẫn dám ra tay nặng nề như vậy, hơn nữa còn không hề kiêng nể tập đoàn tài chính Boston. Tôn Dĩnh Thục nhìn thấy tên người Mỹ thường ngày vẫn luôn bày ra bộ mặt cao cao tại thượng bây giờ lại đang quỳ xuống trước mặt mình với vẻ hèn mọn thì trong lòng bèn có một cảm giác vô cùng không chân thực. Quỳ xuống thì không biết nói chuyện nữa à? Bộ mặt lúc bắt nạt người khác của ban nãy đâu rồi?
có biết xin lỗi không? Tề Đẳng Nhàn tát một phát vào sau đầu Brandy. Brandy nói với giọng ấm ức, tôn phu nhân, xin lỗi. Tề Đẳng Nhàn cau mày một cái rồi lại tát một phát vào sau đầu ông ta, hắn tức giận nói có thành ý không đấy. Brandy cắn răng nói, tôn phu nhân, xin lỗi cô, tất cả đều là lỗi của tôi không nên ngông cuồng và vô lễ như vậy, càng không nên ra tay với cô. Tôn Dĩnh Thục nhìn thấy tên người Mỹ kiêu ngạo này quỳ ở trước mặt mình để xin lỗi thì chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, tất cả những chuyện này đều xảy ra do Tề Đẳng Nhàn. Hoắc Đa ở bên cạnh thấy thế thì khóe miệng liên tục co giật, với cái cách ra tay này của Tề Đẳng Nhàn mà thực sự sẽ không xảy ra chuyện gì à? Sao Hoàng Văn Lãng lại yên tâm về hắn đến thế chứ? Xin lỗi xong là xong à? Có phải nên bồi thường một chút không? Tề Đẳng Nhàn hỏi với giọng không vui. Brandy vội vàng móc ví ra, trong ví ông ta có rất nhiều thứ nhưng số tiền mặt có thể chứa được thì lại có hạn. Tề Đẳng Nhàn nhướn mày và nói, thẻ ngân hàng, chuyển tiền ngay tại chỗ, cho tôi xem số dư của ông nào. Brandy nghe đến đây thì không khỏi vô cùng tức giận, đây chẳng phải là cướp giật giữa đường à. Ông ta quay lại nhìn Hoắc Đa một cái nhưng lại thấy Hoắc Đa chẳng có biểu cảm gì cả. Được được được. Đợi chuyện này qua đi rồi tao sẽ lại tìm mày để từ từ tính sổ. Brandy thầm nghĩ, đạo lý quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, ông ta hiểu mà. Ông ta đưa số dư cho Tề Đẳng Nhàn xem, cũng chỉ có 5 triệu đô la Mỹ mà thôi, điều này khiến cho Tề Đẳng Nhàn khịt mũi một cái và nói, đồ nghèo, còn tưởng rằng ít nhất cũng có mấy chục triệu cơ. Cả người Hoắc Đa trở nên đờ đẫn, ông ta chỉ muốn nói với Tề Đẳng Nhàn, cậu có thể kiềm chế một chút được không? Tôi còn đang ở bên cạnh đây mà. Vậy nên, dưới sự chứng kiến của cảnh sát trưởng Hoắc, Brandy đã chuyển 5 triệu đô la Mỹ vào tài khoản do Tề Đẳng Nhàn chỉ định. Sau khi chuyển tiền xong, Brandy muốn cất ví tiền của mình đi nhưng Tề Đẳng Nhàn đã nhanh tay cướp lấy nó, hắn móc sạch tiền mặt ở bên trong rồi ném cái ví trở lại trong tay ông ta. Hoắc Đa vỗ lên trán mình một cái, thầm nghĩ rằng mình chẳng thấy cái gì cả. Tổng giám mục khu vực phía nam của thánh giáo cướp giật giữa đường. Con mẹ đó thật là một điều vô lý mà. Hết rồi à, Tề Đẳng Nhàn cau mày một cái và hỏi với giọng không vui. Hết rồi, Brandy bày ra vẻ mặt đau khổ, trong lòng bắt đầu xuất hiện suy nghĩ muốn giết người. Lúc này Tề Đẳng Nhàn mới gật đầu một cách miễn cưỡng và nói, hết rồi thì cút đi, sau này đừng có làm mưa làm gió ở trước mặt ông đây nữa. Coi chừng tôi hành chết ông đấy. Brandy thầm nghĩ, sau này tao sẽ hành chết mày. Còn chưa đợi ông ta đứng dậy, Tề Đẳng Nhàn bèn cúi người, ghé vào bên tai ông ta và lạnh lùng nói, tập đoàn tài chính Boston phái ông đến Hương Sơn để làm gì, ông hãy tự mình suy nghĩ cho thật rõ ràng đi, đừng ép tôi phải gọi điện thoại bảo Angie đến xử lý ông. Đoàng! Brandy chỉ cảm thấy câu nói này giống như một quả bom đang nổ tung ở trong đầu mình vậy. Khiến cho ông ta sợ đến mất hết cả hồn vía. Ông ta nhìn Tề Đẳng Nhàn với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, trong lòng sợ hãi không gì sánh bằng, cái tên này sao lại biết được mục đích mà tập đoàn tài chính Boston phái ông ta đến đây chứ? Hơn nữa hắn còn biết Angie, người đứng đầu của tập đoàn tài chính Boston. Không cần nghĩ nữa đâu, bởi vì tôi chính là người đã bỏ tiền ra mời tập đoàn tài chính Boston các người đến để đào ra cái hố này. Tề Đẳng Nhàn cười cười rồi đưa tay ra vỗ vai Brandy. Brandy nhất thời run lên một cái. Ở trong tập đoàn tài chính Boston, ông ta thực sự chỉ là loại người vô danh tiểu tốt. Tập đoàn tài chính Boston phái ông ta đến đây chỉ đơn thuần là bởi vì bọn họ đã nhận tiền của người khác để dùng danh tiếng của mình gài bẫy tập đoàn Hà Thị của Hương Sơn mà thôi. Từ sau khi đến Hương Sơn, Brandy đã đội thứ hào quang giả tạo mang tên ông trùm của tập đoàn tài chính Boston để đi ra vẻ ở khắp nơi và hành động một cách vô cùng phách lối. Nhưng hôm nay ông ta lại bắt nạt nhầm người mất rồi. Đi thôi, chị Dĩnh Thục, không cần phải tức giận với loại người ngu xuẩn này làm gì, lần sau ông ta không dám chọc vào cô nữa đâu. Tề Đẳng Nhàn cười nói với Tôn Dĩnh Thục. Hoắc Đa vội vàng nói ấy, ơ kìa, cậu cứ thế mà đi đấy à? Làm mọi chuyện trở nên ầm ĩ đến mức này rồi mà cậu cứ thế mà đi đấy à? Tề Đẳng Nhàn hỏi, thế thì tôi phải làm gì đây? Chẳng lẽ tôi còn phải mời các người ăn một bữa cơm à? Hoắc Đa nghe thấy vậy thì nhất thời tức giận đến bùng nổ, nhưng Tề Đẳng Nhàn lại nói đi là đi,
hắn thực sự không dừng lại mà dứt khoát mang theo Tôn Dĩnh Thục đi khỏi chỗ đó. Mãi đến lúc này Brandy mới đứng dậy khỏi mặt đất, Hà Định Khôn ở bên cạnh vội vàng nói, ngài Brandy, bây giờ chúng ta lập tức đi đến đại sứ quán, sau đó kiểm tra thương tích rồi truy cứu trách nhiệm của cái tên côn đồ họ Tề kia. Còn có cái tên Hoắc Đa này nữa, thân là cảnh sát trưởng của Hương Sơn mà lại cố tình phạm pháp, dung túng cho người ta hành hung người khác ở ngay trên phố, thậm chí còn cướp giật. Chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này được. Da đầu Hoắc Đa bỗng chốc có chút tê dại, trong lòng bắt đầu kêu khổ, có phải mình đã bị Tề Đảng Nhàn hại chết rồi hay không? Nhưng Brandy lại giật mình một cái, ông ta quay đầu lại và giáng một cú đấm lên trên mặt Hà Định Khôn rồi tức giận gầm lên, đồ chó chết này, cậu đang muốn hại chết tôi à? Tìm đại sứ quán con mẹ cậu chứ tìm. Hà Định Khôn ngây người tại chỗ rồi nói, ngài Brandy. Tôi cũng chỉ là vì muốn tốt cho ông thôi mà. Brandy đá lên người anh ta một cái khiến cho anh ta bỗng chốc choạng vạng, ông ta nói với giọng tức giận, chuyện này đến đây thôi, sau này đừng có chọc vào cậu ta nữa. Hôm nay cứ xem như tôi xui xẻo đi. Trong lòng Brandy cũng liên tục chửi thầm, ai mà ngờ được sau lưng Tôn Dĩnh Thục lại là một nhân vật lớn đến như thế cơ chứ. Ông ta có thể đến Hương Sơn làm mưa làm gió chính là đều nhờ vào Tề Đảng Nhàn. Nếu như không phải Tề Đảng Nhàn mời tập đoàn tài chính Boston đến để giúp đỡ thì ông ta cũng không có cơ hội để được phái đến đây. Đương nhiên, tập đoàn tài chính Boston phái ông ta đến đây cũng chỉ đơn thuần là để giả vờ giả vịt mà thôi. Hà Định Khôn ngơ ngác, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau khi Brandy bị đánh thì lại cứ thế mà bỏ đi à? Ông ta không phải là ông trùm của tập đoàn tài chính Boston ở nước Mỹ hay sao? Sao lại cam tâm tình nguyện nuốt xuống cục tức này cơ chứ? Hoắc Đa cũng sững sờ ngay tại chỗ, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, thị trưởng Hoàng đúng thật là liệu sự như thần mà, thế mà lại biết cái tên người Mỹ đó không thể bật lại được. Có chuyện gì thế? Lúc cuối anh đã nói với Brandy điều gì thế? Tôn Dĩnh Thục hỏi Tề Đảng Nhàn với giọng điệu có hơi ngạc nhiên. Cái đầu ngu xuẩn đó chỉ đến Hương Sơn để làm màu mà thôi. Thực ra ông ta không lợi hại đến mức đó đâu. Tề Đảng Nhàn cười cười. Sau đó, hắn kể cho Tôn Dĩnh Thục nghe về chuyện hắn đã thông qua tập đoàn tài chính Boston để lừa tập đoàn Hà Thị Thu mua về một lượng lớn đá thô. Tôn Dĩnh Thục nghe thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, sau đó nói, vậy nên cái tên Brandy này chỉ đơn giản là một nhân vật bên lề của tập đoàn tài chính Boston và chỉ là một cái danh được phái đến Hương Sơn để phối hợp với anh hoàn thành kế hoạch mà thôi. Đúng đấy, chuyện chính là như vậy. Tề Đảng Nhàn nhún vai một cái và nói, lúc cuối tôi chỉ dùng chuyện này để cảnh cáo ông ta một chút mà thôi, có lẽ sau này ông ta sẽ không dám đến gây chuyện với cô nữa đâu. Tôn Dĩnh Thục thở phào một hơi, như thế là tốt rồi, cô ta thực sự rất sợ Brandy sẽ ghi thù cô ta vì chuyện này rồi thông qua tập đoàn tài chính Boston để báo thù cô ta, đến lúc đó thì thật là phiền phức. Thật tiếc cho cốc cà phê đá mà tôi đã mua cho cô. Tề Đảng Nhàn nói với giọng có hơi bất lực. Chẳng phải ban nãy anh vừa lấy 5 triệu đô la Mỹ từ chỗ của ông ta hay sao? Chỗ đó đủ để mua cho tôi nhiều cốc lắm rồi. Tôn Dĩnh Thục mỉm cười và nói, chuyển tiền cho tôi đi nào. Sắc mặt Tề Đảng Nhàn bỗng chốc thay đổi, hắn ha khan hai tiếng và nói, thế này. Thế này không tốt lắm nhỉ? Tôn Dĩnh Thục sầm mặt nói, đó vốn dĩ là tiền bồi thường cho tôi mà. Có chút tiền đó thôi mà anh cũng muốn tham ô à? Tề Đảng Nhàn rất không tình nguyện, thế nhưng thái độ của Tôn Dĩnh Thục thì lại vô cùng kiên quyết. Rõ ràng Tôn Dĩnh Thục là một người phụ nữ rất thích ghi thù, cô ta sẽ không quên chuyện trước đây Tề Đảng Nhàn đã lừa mất của cô ta mấy trăm triệu đâu. Nhìn dáng vẻ nhịn đau để chuyển tiền cho mình của Tề Đảng Nhàn, Tôn Dĩnh Thục bỗng chốc cảm thấy vô cùng buồn cười, cô ta giơ tay ra ngăn hắn lại và nói, thôi vậy. Dạo gần đây anh đang thiếu tiền, tôi sẽ không hút máu anh nữa đâu. Phía bên nhà thờ lớn mà anh muốn xây ở Nam Dương còn thiếu bao nhiêu tiền nữa? Tôi có thể lấy một ít tiền không dùng đến trong tay ra để tài trợ cho anh. Tề Đảng Nhàn nói, đó là một con số rất khổng lồ. Dù sao thì để xây dựng nhà thờ mang tính biểu tượng nhất ở phía Nam chắc chắn sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền. Nói đến đây, hắn không nhịn được mà thở dài một hơi. Nếu như Quý Khải vẫn còn sẵn sàng ra vẻ ở trước mặt hắn thì thật là tốt. Khi nói đến chuyện này,
hắn cảm thấy đôi chân dài của Tôn phu nhân cũng không còn đẹp mắt nữa rồi. Suy cho cùng, nói đến tiền bạc, bây giờ hắn cũng có chút lo lắng, dù sao thì hắn cũng không tìm được mục tiêu nào tốt cả. Hôm nay khó khăn lắm mới bắt được cơ hội, kết quả cái tên Brandy này lại chỉ là một kẻ nghèo khổ mà thôi, vét sạch toàn thân rồi mà cũng chỉ có 5 triệu đô la Mỹ mà thôi. Có điều, dù sao thì ông ta cũng chỉ là một nhân vật bên lề trong tập đoàn tài chính Boston mà thôi, có thể móc ra được 5 triệu đô la Mỹ đã là có còn hơn không rồi. Không được thì bảo đồ phu bán nước Tạ Thiên Tiều trong một lần vậy. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ. Bây giờ Tạ Thiên Tiều chính là một cái máy rút tiền, Tạ gia vì để giữ lại cái mạng cho hắn ta mà cứ dăm ba bữa lại phải chuyển tiền cho đồ phu. Bọn họ chắc chắn cũng muốn đón Tạ Thiên Tiều về Bắc Kinh, nếu không thì bọn họ cũng sẽ không phái người mang theo quà cáp đến tìm đồ phu để đàm phán. Nhưng đồ phu đúng thật là một kẻ không có tinh thần thượng võ, đã nhận quà của người ta rồi mà còn móc thận của hắn ta ra, khiến cho trên dưới toàn bộ Tạ gia đều vô cùng tức giận và hận không thể giết chết anh ta để ăn thịt. Trong lúc nghĩ đi nghĩ lại, chiếc xe đã lái đến nơi ở của Tôn Dĩnh Thục. Tôn Dĩnh Thục đã mua lấy một căn biệt thự cỡ nhỏ ở Hương Sơn, tuy diện tích nhỏ nhưng trang trí và bày biện thì lại đặc biệt tinh tế và vô cùng phù hợp với thẩm mỹ và phong cách của cô ta. Sau khi đi vào trong nhà, gò má của Tôn Dĩnh Thục có hơi sưng lên và đau nhức, Tề Đẳng Nhàn bèn đi đến tủ lạnh để lấy một túi nước đá để chườm cho cô ta. Này, lạnh chết đi được, gương mặt xinh đẹp của Tôn Dĩnh Thục bị túi đá chạm vào thì nhất thời nhìn không được mà kêu lên một tiếng. Tề Đẳng Nhàn nói với vẻ IQ cao, xin lỗi, lại khiến cho cô bị thương rồi, đều là do tôi không tốt. Tôn Dĩnh Thục nghe thấy vậy thì trong lòng vô cùng thoải mái. Cô ta dịu dàng nói, chuyện này không trách anh được. Huống chi, anh đã bắt cái tên người Mỹ hống hách đó phải quỳ xuống xin lỗi tôi rồi mà. Anh phải biết rằng cả đời này tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể bắt người của tập đoàn tài chính Boston quỳ xuống trước mặt tôi để xin lỗi đâu. Cảm ơn anh vì đã ra mặt giúp tôi xả đi cục tức này. Tề Đẳng Nhàn không biết đã ném túi nước đá đi từ lúc nào rồi. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má hơi sưng đỏ của Tôn Dĩnh Thục, trong lúc vô thức, ngón tay của hắn đã chạy dọc theo khuôn mặt để xuống đến cằm, sau đó là đến vai và cổ rồi lại đến xương quai xanh, sau đó rơi xuống rồi lại rơi xuống. Vị phu nhân tài phiệt xinh đẹp đã dựa sát vào trong lòng hắn như một cọng bún mềm mại, ánh mắt mơ màng và đôi môi đỏ mọng khẽ mở như đang phát ra một lời mời gọi thầm lặng chết người. Tề Đẳng Nhàn vẫn luôn không hiểu ý cảnh của câu thơ khèn thổi tiếng phượng hoàng, váy nhuộm màu lựu đỏ của cổ nhân. Mãi cho đến khi chiếc váy dài màu xanh của Tôn phu nhân nhuộm lên vài đóa hoa đào, hắn mới hiểu ra thì ra thời cổ đại lại có nhiều kẻ lão làng biết chơi như vậy. Tôn phu nhân cũng đã lĩnh hội được đầy đủ việc một chàng trai trẻ không làm mấy chuyện tu dưỡng bản thân như lần chàng hạt, đi câu cá, viết thư pháp như Tề Đẳng Nhàn sẽ có tình trạng sức khỏe tốt như thế nào. Trong mắt Tôn phu nhân, một chàng trai có sức khỏe tốt như vậy thì trong đầu chắc chỉ toàn là chân chứ làm gì có tâm trạng nhàn nhã mà đi làm những chuyện đó. Thực ra mình rốt cuộc vẫn thèm muốn cơ thể của cô ấy. Tề Đẳng Nhàn rất hối hận vì sự tội lỗi và sự giả tạo của nội tâm mình ngày trước, thân là người có chức có quyền trong thánh giáo, hắn không nên giả tạo như vậy mà nên sớm ngày đối mặt với nội tâm của mình mới phải. Sau chuyện đó, ánh sáng trong đôi mắt của Tôn Dĩnh Thục còn mềm mại như nước hơn trước đó ba phần, những vết phớt hồng nhàn nhạt trên làn da còn khiến cho cô ta trông càng tươi trẻ hơn vài phần. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn khen ngợi một câu, cảm ơn lão choi vì đã bị bệnh tật dày vò. Tào thừa tướng vạn tuế. Nếu như Tôn Dĩnh Thục biết được cái sự hướng ngoại part-time này của hắn thì có lẽ cô ta sẽ đánh chết hắn mất. Bây giờ anh thực sự có thể không cố gắng nữa rồi, anh đến Triều Tiên đi. Tôi nuôi anh nhé. Tôn Dĩnh Thục chống cằm, duyên dáng ngả người ra sau, mỉm cười và hỏi. Chỉ là một câu nói đùa thôi mà, sao cô lại coi là thật chứ? Tôi là loại đàn ông không có chí tiến thủ đến vậy hay sao? Tề Đẳng Nhàn nói với vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Tôn Dĩnh Thục cười ha ha một cái, đương nhiên là cô ta sẽ không coi lời của Tề Đẳng Nhàn là thật. Hơn nữa, suy nghĩ của cô ta cũng vô cùng rõ ràng. Cô ta biết mình và Tề Đẳng Nhàn gần như sẽ không thể nào đi đến bước đường kết hôn sinh con được. Có điều, đối với cô ta mà nói, ngoại trừ người đàn ông như Tề Đẳng Nhàn thì cô ta không có sự lựa chọn nào tốt hơn cả.
Đương nhiên Tề Đẳng Nhàn cũng biết việc xảy ra chuyện gì đó với vị phu nhân tài phiệt xinh đẹp này sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt nào đến cuộc sống của mình, cho nên hắn mới có vẻ chủ động như thế. Tôn Dĩnh Thục nói, đám đàn ông các anh đúng là không có ý tốt mà, trước khi có được thì là một kiểu mà đến khi có được rồi thì lại là một kiểu khác. Tề Đẳng Nhàn nói, Tôn phu nhân, cô nói năng cho cẩn thận đấy, tôi không phải loại người đó đâu, tôi là người nặng tình nhất Trung Hải đó. Tôn Dĩnh Thục nghe thấy vậy thì lập tức bật cười, cô ta lấy gối đập hắn và mắng mỏ, trước đây gọi người ta là chị Dĩnh Thục mà bây giờ lại gọi người ta là Tôn phu nhân à. Tề Đẳng Nhàn nói với vẻ chững chạc đàng hoàng, có liên quan gì đến chuyện này đâu, chỉ là tôi cảm thấy gọi cô như thế này sẽ khá là có cảm giác mà thôi. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Tôn Dĩnh Thục nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng khó hiểu, cô ta không hiểu nổi gọi như vậy thì sẽ có cảm giác như thế nào. Tào Mạnh Đức, tôi đây cả đời làm việc không bao giờ phải giải thích với người khác. Tề Đẳng Nhàn nói với vẻ tinh tướng. Tôn Dĩnh Thục cảm thấy có lẽ là hội chứng hoang tưởng tuổi dậy thì của hắn lại tái phát rồi nên uể oải quay lưng đi và cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tề Đẳng Nhàn thuận thế ôm lấy cô ta từ phía sau, hai cánh tay rắn chắc vòng qua bờ eo mảnh khảnh và mềm mại của cô ta, hắn nói cô không cần ghi thù chuyện trước đây tôi lừa mất của cô 100 triệu nữa rồi. Tôn Dĩnh Thục hừ nhẹ một cái và nói, hết cách rồi. Tề Đẳng Nhàn khẽ giọng nói, ban nãy tôi đã trả hết cho cô rồi mà, e rằng còn nhiều hơn mấy trăm triệu nữa đó. Anh chuẩn bị ở lại chỗ tôi mấy ngày? Tôn Dĩnh Thục nhàn nhạt hỏi, cô ta nhắm mắt lại, dựa vào trong lòng hắn một cách vô cùng yên tâm và cảm nhận cảm giác an toàn mà trước nay chưa từng có. Để xem đã rồi nói sau, Tề Đẳng Nhàn ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. Vừa mới dứt lời, hắn đã nghe thấy một tiếng ngáy nhẹ nhẹ, ôi chao, thế mà đã ngủ ngay được rồi à. Xem ra vị phu nhân tài phiệt này đã thực sự tìm được sự yên tâm khi ở bên hắn rồi. Đương nhiên là Tề Đẳng Nhàn sẽ không lập tức rứt áo ra đi vào ngày hôm sau mà sẽ ở lại với cô ta thêm một lúc nữa. Chuyện này chẳng liên quan gì đến việc phu nhân tài phiệt có xinh đẹp hay không, cơ thể có đỉnh cao hay không, khí chất có quyến rũ hay không cả. Hắn chỉ đơn thuần là một người đàn ông ấm áp mà thôi. Buổi tối có ngủ cùng nhau hay không cũng không sao cả. Ngày hôm sau, khi trở về nhà sau khi kết thúc một ngày hẹn hò, Tôn Dĩnh Thục vẫn tràn đầy năng lượng như cũ, như thể cô ta đã sống lại cuộc đời thứ hai vậy. Còn Tề Đẳng Nhàn thì lại có chút uể oải, hắn âm thầm cằn nhằn, loại chuyện như đi dạo phố với phụ nữ này, ngay cả cao thủ đã phá vỡ hư không cũng thực sự không thể nào trụ được. Tôn Dũng Thục tâm trạng vui vẻ, tinh thần cũng tốt, khắp người toát ra một mùi hương của ngự tỷ còn quyến rũ hơn trước. Trên bàn ăn, Tôn Dĩnh Thục nói với Tề Đẳng Nhàn về chuyện của tàu thuyền lôi thị, sau đó lại nói với hắn về tình hình hiện tại của mình ở trong thượng tinh. Ăn nhiều cá vào, Tôn Dĩnh Thục gắp một con cá nhỏ cho Tề Đẳng Nhàn và nói. Cô ta đã ăn no rồi nên ngồi chống má nhìn Tề Đẳng Nhàn ăn cơm. Đợi đến khi Tề Đẳng Nhàn đặt bát xuống rồi, hắn mới phát hiện ra ở trước mặt mình không biết từ bao giờ đã có thêm một lá rau cải. Chuyện này cũng không có gì cả. Mà điều khiến hắn ngạc nhiên là ở trên chiếc lá rau đó có đặt 7 cái xương cá. 7 cái xương cá đặt trên một chiếc lá cải ám chỉ một đêm 7 lần. Sau đó, hắn nhìn thấy Tôn Dĩnh Thục đang mỉm cười và nhìn hắn. Tề Đẳng Nhàn bỗng chốc cảm thấy cái eo của mình có hơi khó chịu. Cách miêu tả 30 như sói thực sự không hề khoa trương một chút nào. Hắn có chút không dám tưởng tượng, đợi đến khi Lý Vân Uyển hoặc Irena Zinva hơn 30 tuổi thì liệu hắn có trở thành một người gầy như que củi hay không? Này, có cần phải ăn thêm hải sâm hay là hàu sống gì đó không? Tôn Dĩnh Thục lắc lư ly rượu vang đỏ và dịu dàng hỏi. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy bản thân mình bỗng nhiên bị nghẹn lại một chút cái này. Hắn mặt không biến sắc mà gắp hai cái xương cá ra khỏi lá cải. Tôn Dĩnh Thục lại nhướng mày một cái, trên mặt có mang một chút không vui. Sốt cuộc là có được hay không đây? Tôn Dĩnh Thục khẽ bĩu môi, trông như thể muốn bù đắp những gì mình đã bỏ lỡ trong suốt 10 năm qua chỉ trong vài ngày. Sốt cuộc là như vậy có được không? Tề Đẳng Nhàn lại gắp hai cái xương cá ra và hỏi. Tôn Dĩnh Thục ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy như thế cũng được. Cô ta cũng không tính toán với hành động gắp mất hai cái xương cá của hắn làm gì,
dù sao thì cú hat-trick cũng đã đủ để khiến cho đội tuyển bóng đá nam của Hoa Quốc phải nghe mà khóc thét rồi. Thì ra không phải mình thèm muốn cơ thể của cô ấy mà là cô ấy thèm muốn cơ thể của mình. Lúc này Tề Đẳng Nhàn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Tề Đẳng Nhàn bỗng cảm nhận được một loại nguy cơ, cho dù là trước khi đại hội võ đạo ở Hương Sơn diễn ra thì hắn cũng chưa từng có cảm giác khủng hoảng như thế này. Vậy nên mới sáng sớm hắn đã bỏ dậy để luyện võ rồi, hơn nữa còn vô cùng cố gắng, dù sao thì đám người Lý Vân Uyển đã không còn cách tuổi 30 quá xa nữa rồi. Sau khi đánh vài lượt quyền, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy toàn thân sảng khoái, đang chuẩn bị về nhà thì điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn cầm lên nhìn một cái, là một số điện thoại xa lạ. Alo, giáo mục Tề, chào anh. Đối phương vừa mới mở miệng đã gọi thẳng chức danh của hắn. Hửm, ai thế? Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Đây là viện tôn giáo, đại hội 3 năm một lần sắp được triệu tập, thân là tổng giám mục khu vực phía nam của thánh giáo. Đến lúc đó anh nhớ phải đến tham gia đấy nhé. Đối phương nói với giọng vô cùng khách sáo. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy rất bất lực, mấy cái thứ như đại hội này, hắn thực sự rất lười tham gia, có điều, bây giờ hắn đang là người của thánh giáo, không thể lúc nào cũng làm theo ý mình được. Còn cách nào khác đâu chứ? Đi thôi. Ấy, buổi chiều còn phải chạy đến nhà thờ lớn ở Hương Sơn một chuyến để bảo người của giáo hội sắp xếp một chút để chào mừng lão bệ hạ giáo hoàng ghé thăm nữa. Tề Đẳng Nhàn cất điện thoại vào trong túi và suy nghĩ với vẻ có hơi bất lực. Còn có cái đại hội này nữa, mình nghĩ là nó không đơn giản đến thế đâu. Bây giờ mình đang là tổng giám mục của khu vực phía nam, khiến cho rất nhiều kẻ căm thù mình đều đang như mắc nghẹn xương cá ở cổ họng, có lẽ bọn họ sẽ mượn cơ hội này để làm bẽ mặt mình. Khoảng thời gian này mình phải đọc nhiều sách thánh và học thuộc một chút giáo lý thôi, đến lúc đó nếu như hoàn toàn không biết một chút gì thì thật là mất mặt. Đẳng Nhàn, hôm nay anh đi gặp con ả Lý Toàn Chân với tôi một lát đi. Tôn Dĩnh Thục cầm điện thoại bước ra khỏi phòng và nói với Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn nói với vẻ bất lực, tôi còn phải đến giáo hội để sắp xếp một vài chuyện, hay là cô chờ tôi một lúc trước nhé? Hôm nay Tôn phu nhân không mặc chiếc váy dài trảm nam kia nữa mà là một bộ đồ thể thao màu trắng, phía trên là chiếc áo khoác bóng chảy, bên trong mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, dưới chân đi giày thể thao, đôi chân xinh đẹp trắng nõn mềm mại ở dưới chiếc quần sót rộng thùng thình làm lóa mắt người xem. Trang phục hôm nay của cô ta trông rất trẻ trung và xinh đẹp nhưng lại đem đến một cảm giác hoàn toàn khác, khiến cho đôi mắt của người xem phải tỏa sáng. Nếu như anh bận thì thôi vậy. Cứ để tôi một mình đi đối diện với Lý Toàn Chân và những con chó độc ác mà cô ta nuôi dưỡng đi. Tôn Dĩnh Thục đột nhiên nói với vẻ thất vọng. Hơ hơ hơ, tôi có nói là tôi không đi đâu, tôi chỉ bảo cô chờ tôi một chút thôi mà. Tề Đẳng Nhàn nói với vẻ không vui, còn nữa, Tôn phu nhân à, màn biểu diễn này của cô vụng về quá đi, kém hơn ngày trước nhiều rồi. Tôn Dĩnh Thục. Người vừa mới từ phu nhân tài phiệt xinh đẹp trở thành thiếu nữ trẻ trung năng động của ngày hôm nay bỗng nhiên bật cười ha ha và nói, vậy thì được, anh đi đi, tôi ở nhà đợi anh về. Tề Đẳng Nhàn chạy đến giáo hội một cái để gặp người phụ trách của giáo hội. Giáo hoàng bệ hạ sẽ đến Hương Sơn để giảng đạo, khoảng thời gian này mọi người hãy chuẩn bị kỹ càng một chút, hãy sắp xếp lại nhà thờ đi, đừng có làm mất mặt giáo hội Hương Sơn của chúng ta đó. Tề Đẳng Nhàn nói với người phụ trách bằng vẻ mặt nghiêm túc. Tổng giám mục, ngài yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ sắp xếp cho thật tốt, chắc chắn sẽ không làm ngài phải mất mặt đâu. Người phụ trách vội vàng gật đầu. Việc Tề Đẳng Nhàn lên làm tổng giám mục khiến cho rất nhiều hồng y giáo chủ cảm thấy không vui, dù sao thì với tư cách và sự từng trải đó của hắn thì sao bọn họ có thể vui vẻ với việc hắn đột nhiên ngồi lên trên đầu của rất nhiều hồng y giáo chủ như vậy chứ? Nếu như giáo hoàng đến đây, nhỡ đâu có xảy ra sơ suất thì cái đám hồng y giáo chủ đó nhất định sẽ chuyện bé xé ra to, tóm lấy hắn không buông và hung hăng chửi mắng hắn một trận. Mặc dù giáo hoàng sẽ không đụng đến tên tín đồ kiêm tay chân ngoan đạo là hắn đây nhưng những rắc rối nhỏ này nếu trách được thì cứ tránh thôi. Sau khi quay trở về từ giáo hội, Tôn Dĩnh Thục bèn kéo hắn đi đến một câu lạc bộ để gặp mặt Lý Toàn Chân. Câu lạc bộ này là một câu lạc bộ có tính tổng hợp. Hơn nữa quy mô cũng rất lớn, những người ra vào nơi này đa số đều là những quản lý cấp cao của những công ty lớn. Khi Lý Toàn Chân nhìn thấy Tôn Dĩnh Thục, cô ta bỗng chốc ngây người,
chỉ cảm thấy tướng mạo và khí chất của người phụ nữ này hình như đã thay đổi rất nhiều, thậm chí còn sặc sỡ và lóa mắt hơn ngày trước nhiều lần. Ngay sau đó, đôi mắt xinh đẹp của cô ta liếc sang một cái, ánh mắt dừng lại trên người Tề Đẳng Nhàn, đột nhiên hiểu ra mối quan hệ vi diệu giữa hai người này. Tôn phu nhân, với tư cách là quá phụ của nhà họ Choi, khi làm một số chuyện, cô không cảm thấy mình mắc nợ nhà họ Choi và cảm thấy cắn rứt lương tâm hay sao? Vừa mới nhìn thấy Tôn Dĩnh Thục, Lý Toàn Chân đã đi đến với dáng vẻ hùng hổ dọa người và lạnh lùng hỏi. Tôi đã tận tình tận nghĩa với nhà họ Choi lắm rồi, còn nữa, tôi đã làm chuyện mà gì phải cắn rứt lương tâm cơ chứ? Giáo mục Tề là tổng giám mục khu vực phía nam của Thánh giáo, thân là tín đồ ngoan đạo của Thánh giáo, tôi bảo anh ta cầu phúc cho tôi thì có gì sai sao? Tôn Dĩnh Thục bình thản trả lời một câu. Người của nhà họ Choi cũng đang có mặt ở đó, bọn họ nhìn về phía bên này, cảm thấy chân răng có chút ngứa ngáy và vô cùng khó chịu. Bọn họ vẫn luôn muốn lợi dụng tin đồn của Tôn Dĩnh Thục và người đàn ông khác để đá cô ta ra ngoài, thế nhưng bây giờ Tôn Dĩnh Thục đã chắp tay dâng lên cái thóp này rồi mà bọn họ lại không dám bắt lấy. Dù sao thì trên đầu Tề Đẳng Nhàn còn có một vòng hào quang lớn mạnh như vậy, nếu như có ai đó dám nói tầm bậy tầm bạ thì sẽ có thể bị coi là dị giáo bất cứ lúc nào, đến lúc đó thì không ai biết được mình sẽ phải chết như thế nào đâu. Lý Toàn Chân liếc nhìn Tề Đẳng Nhàn vài cái rồi nói thôi, hôm nay mọi người đến đây là để chơi mà, đừng nói đến mất chuyện không vui đó nữa. Nào, tôi giới thiệu cho cô một người bạn, vị này là ông Han Dung Miêng, phó trưởng môn của phái Taekwondo Tai Y. Tôn Dĩnh Thục lập tức nhìn Lý Toàn Chân với ánh mắt rực lửa. Đương nhiên Lý Toàn Chân biết trước đây Tôn Dĩnh Thục có mâu thuẫn với cao thủ số một Triều Tiên là Han Sung Jun, hôm nay cô ta mời vị phó trưởng môn Han Dung Miêng này đến đây có lẽ chính là để làm nhục Tôn Dĩnh Thục. Tôn phu nhân, chào cô. Han Dung Miêng mỉm cười với Tôn Dĩnh Thục, trong ánh mắt có mang một chút khiêu khích và ngạo mạn. Vì để lấy lại tấm bảng hiệu mà bố mình vẫn luôn nhớ nhung, khi ở Triều Tiên, Tôn Dĩnh Thục đã rất nhiều lần sử dụng sức mạnh của mình để nhắm vào Han Sung Jun và cũng đã từng bỏ vốn ra để mở ra 2-3 lần đại hội võ đạo, kết quả là cái đám hữu danh vô thực mà cô ta mời đến lại không có một ai không bị Han Sung Jun đánh bại một cách dễ như trở bàn tay. Lâu dần, cô ta bắt đầu có hơi tuyệt vọng với chuyện này. Đồng thời, mâu thuẫn giữa cô ta và phái Taekwondo Tai Y cũng ngày càng trở nên sâu sắc. Ánh mắt của Han Dung Miêng rất nhanh đã rơi trên người Tề Đẳng Nhàn, ông ta chậm rãi đưa tay lên, chắp tay thật chặt và nói, chắc hẳn vị này chính là sư phụ Tề rồi, tôi đã nghe về đại danh của sư phụ Tề đã lâu, hôm nay gặp mặt, hình như cũng chẳng có gì ghê gớm nhỉ. Có vẻ như anh cũng chỉ biết bắt nạt mấy tiểu bối ở trong đạo quán của chúng tôi thôi nhỉ. Tề Đẳng Nhàn đã đánh bại Zeon Dong Úc của phái Taekwondo Tai Y, lại còn bảo thuyền trưởng đưa đại đệ tử của Han Sung Jun là Han Dong San đi gặp thánh chủ nữa. Lại thêm việc trước đây Tôn Dĩnh Thục đã từng lừa gạt Tề Đẳng Nhàn và cố ý tạo ra tin đồn, điều này khiến cho giữa Tề Đẳng Nhàn và phái Taekwondo Tai Y cũng có mâu thuẫn không nhỏ. Lý Toàn Chân lại cười nói, ông Han, không được vô lễ, vị này là tổng giám mục của khu vực phía nam đó, ông khách sáo chút đi. Tề Đẳng Nhàn quay đầu sang nhìn Han Dung Miêng, nở một nụ cười lịch sự và nói, có phải ông muốn đi gặp thánh chủ không? Nếu như muốn thì cứ nói thẳng với tôi sẽ miễn phí vé cho ông. Han Dung Miêng đang muốn châm biếm ngược lại thì lại thấy Lý Toàn Chân lắc lắc đầu, ông ta nói, đừng có dương cung bạt kiếm như vậy mà, hôm nay mọi người đến đây để chơi chứ không phải để cãi nhau đâu. Một nhóm người vừa mới đến gần trường đua ngựa thì nhìn thấy một con ngựa lớn đột nhiên nổi điên. Thoáng cái thoát khỏi dây cương trong tay một nhân viên công tác và lao về phía Lý Toàn Chân. Lý Toàn Chân nhìn thấy con ngựa đang phi nước đại về phía mình nhưng vẫn đứng đó với vẻ mặt không đổi, Han Dung Miêng ở bên cạnh đột nhiên lao ra và đứng chắn ở trước mặt Lý Toàn Chân. Ha! Trong miệng Han Dung Miêng phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai chân đứng vững với tư thế bắt đầu của bát quái trưởng. Chỉ thấy cơ thể của ông ta khẽ động, vòng eo nghiêng về phía trước, tay phải giơ lên cao. Máu đột nhiên ngưng lại, bàn tay như một cái quạt hương bổ và ầm một tiếng phủ lên trên đầu của con ngựa. Bước tiến của con ngựa ngay lập tức bị chặn lại, sau đó, Han Dung Miêng vặn cổ tay một cái, bờ vai rũ xuống, từ trong miệng của con ngựa vang lên tiếng hí thảm thiết. Cái đầu của cả một con ngựa lớn ngay lập tức bị ấn xuống, trọng tâm dồn về phía trước,
móng trước trực tiếp quỳ rạp xuống đất, móng sau giơ lên thật cao. Rầm. Con ngựa đua nặng hơn 400 cân đã bị một bàn tay của Han Dung Miêng ấn ngã xuống đất. Han Dung Miêng ấn đầu con ngựa xuống, một bàn tay khác vuốt ve cái bờm của nó, ngoan nào, đừng hoảng sợ. Lúc đầu con ngựa còn muốn vùng vẫy nhưng sau khi được ông ta vuốt ve vài cái, nó không còn động đậy nữa mà bỗng trở nên yên lặng. Xung quanh đột nhiên vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt, mọi người đều bị kinh ngạc trước bàn tay điêu luyện của Han Dung Miêng. Một con ngựa hung dữ đang nhanh chóng lao đến đã lại bị một đòn vô cùng đơn giản của Han Dung Miêng ấn ngã xuống đất, đây là sức mạnh khủng khiếp gì chứ? Tôn Dĩnh Thục nhìn thấy một màn này thì trong lòng bỗng chốc cảm thấy run rẩy, đây. Thật là quá chấn động lòng người mà. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy vậy thì trong lòng lại nghĩ, xem ra Han Sung Jun thật sự rất có bản lĩnh, bát quái trưởng của cái tên phó trưởng môn này thật là tốt quá đi. Chiều vừa rồi đã thể hiện rõ ràng võ công của ông ta rồi. Anh có thể làm được như thế không? Tôn Dĩnh Thục không nhịn được mà khẽ giọng hỏi Tề Đẳng Nhàn. Cô ta giơ tay ra kéo kéo ống tay áo của hắn, bộ dạng cẩn thận dè dặt như thể sợ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của hắn vậy. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy vậy thì tức đến suýt chút nữa đã vẹo cả mũi, đã từng chứng kiến rất nhiều thời khắc huy hoàng lợi hại của anh đây mà còn hỏi câu hỏi não tàn như thế à? Tề Đẳng Nhàn sầm mặt xuống, không làm được. Chính vào lúc này, một con ngựa khác ở trong trường đua ngựa lại vô duyên vô cớ giật mình và chạy thẳng về phía Tôn Dĩnh Thục. Trên mặt Lý Toàn Chân xuất hiện một nụ cười châm biếm. Tề Đẳng Nhàn lại bỗng cau mày, một con ngựa bị giật mình thì thôi đi, bây giờ lại có một con nữa bị giật mình và lao đến, như thế thì có hơi lạ lùng rồi đấy nhé. Và lại, con ngựa thứ nhất thì lao về phía Lý Toàn Chân còn con ngựa thứ hai thì lại lao về phía Tôn Dĩnh Thục. Điều này khiến hắn rất khó có thể không nghi ngờ xem đây liệu có phải là trò mà Lý Toàn Chân bày ra hay không. Nếu như Tôn Dĩnh Thục bị con ngựa húc cho bị thương thì Lý Toàn Chân có thể nói rằng cô ta cũng suýt chút nữa đã bị ngựa húc rồi, chuyện này chỉ đơn thuần là sự trùng hợp ngoài ý muốn mà thôi. Tôn Dĩnh Thục nhìn con ngựa hung dữ đang phi nước đại về phía mình, trong đầu nhất thời bối rối, cả người chết lặng ngay tại chỗ. Một con ngựa to khỏe như vậy đang phi nước đại một cách điên cuồng, khí tức mà nó mang lại thực sự rất kinh người. Tề Đẳng Nhàn lặng lẽ tiến về phía trước nửa bước. Han Dung Miêng ở bên cạnh bỗng nheo mắt lại, muốn xem hắn sẽ chặn lại con ngựa đó như thế nào. Nhưng Tề Đẳng Nhàn lại không hề ra tay, hắn chỉ lạnh lùng đứng ở chỗ đó, trên người tỏa ra một luồng sát khí âm u, chỉ những người có giác quan nhạy bén mới có thể cảm nhận được luồng khí tức đó. Giác quan của động vật còn nhạy bén hơn con người rất nhiều. Một số con chó săn hung dữ sẽ rụt đuôi bỏ chạy khi nhìn thấy người bán thịt ở chợ rau. Linh tính của ngựa thì lại chẳng thua kém gì chó cả. Tề Đẳng Nhàn đứng ở chỗ đó như một sát thần vô song, luồng sát khí trên người khiến cho con ngựa đó cảm thấy vô cùng nguy hiểm, nó có một loại trực giác rất kỳ lạ, đó là nếu như nó lao về phía đó thì sẽ tan xương nát thịt. Vậy nên, nó bắt đầu giảm tốc độ, móng trước liên tục gõ xuống đất cộp cộp cộp, móng sau cọ sát với mặt đất để giảm tốc độ. Cuối cùng, con ngựa đó dừng lại ở khoảng cách 1 mét trước mặt Tề Đẳng Nhàn. Tôn Dĩnh Thục không khỏi thở phào một hơi, may là con ngựa đó không đâm vào cô ta. Quay về đi, Tề Đẳng Nhàn giơ tay ra vỗ vỗ cái đầu của con ngựa và thản nhiên nói. Con ngựa lớn khịt mũi một cái và lấy lại bình tĩnh, nhưng sau đó, nó lại quỳ xuống trước mặt Tề Đẳng Nhàn và hơi nghiêng đầu về phía trước, ý là bảo hắn cưỡi lên lưng nó. Bậc thầy phong thủy Ngô Quốc Hoa đã từng nhận xét về Tề Đẳng Nhàn rằng với sức mạnh hiện tại của hắn, nếu như đặt hắn ở thời cổ đại thì chẳng khác nào là Phật Đà hay chân nhân cả, ngựa là loài vật có linh tính, hình như nó cũng có thể cảm nhận được sự đặc biệt của cái người đang ở trước mắt nó này. Lý Toàn Chân ở bên cạnh sửng sốt một lúc rồi cau mày thật chặt, ánh mắt mang theo sự nghiêm khắc liếc về phía người huấn luyện ngựa ở trường đua ngựa. Người huấn luyện ngựa cũng vô cùng sững sờ và không hiểu tại sao con ngựa đó lại bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn đến như vậy. Vận may tốt thật, Han Dung Miêng phì cười một cái và nói. Trong con mắt của người ngoài, việc ông ta dùng vũ lực để khuất phục con ngựa hung dữ sẽ đem đến một cú sốc thị giác lớn hơn nhiều so với việc Tề Đẳng Nhàn đứng yên một chỗ chờ con ngựa tự mình chạy chậm lại.
Nếu ai đó thực sự có con mắt tinh tường nhìn thấy cảnh tượng này ở đây thì e rằng sự kinh ngạc của người đó đối với Tề Đẳng Nhàn còn vượt xa khỏi Han Dung Miêng rất nhiều. Tôn Dĩnh Thục hất cằm lên, cười khẩy và nói, một chiến binh giỏi không tính bằng những chiến công hiển hách, mấy người không có văn hóa đúng không, ngay cả câu này mà cũng chưa từng nghe qua à. Mọi người nghe thấy câu nói này của Tôn Dĩnh Thục thì đều cười phá lên và hoàn toàn không coi trọng điều đó. Bọn họ chỉ cảm thấy Tề Đẳng Nhàn rất may mắn khi con ngựa đột nhiên phanh lại và giảm tốc độ chứ hoàn toàn không nghĩ đến việc hắn đã dùng khí chất của chính bản thân mình để trấn áp con ngựa. Anh may mắn thật đấy. Sau khi nói xong câu đó, Tôn Dĩnh Thục lại kéo ống áo của Tề Đẳng Nhàn và khẽ giọng nói. Trên mặt Tề Đẳng Nhàn tràn đầy dấu hỏi, hắn quay đầu sang nhìn cô ta và nói, một chiến binh giỏi không tính bằng những chiến công hiển hách. Đây là cô vừa mới nói cơ mà. Tôn Dĩnh Thục nói, đấy là để cho anh có thể rút lui thôi, chứ không thì mất mặt đến nhường nào cơ chứ. Tề Đẳng Nhàn cũng chẳng buồn giải thích với Tôn Dĩnh Thục nữa, hắn chỉ nói, e là cả hai con ngựa này đều là do Lý Toàn Chân cố tình dàn dựng đó, cô ta cho ngựa lao về phía mình trước rồi bảo Han Dung Miêng ra tay chặn lại để phô trương thanh thế của mình, đến lúc đó nếu như con ngựa thứ hai húc vào cô thì cũng chẳng có gì để nói cả. Nếu như cô dùng chuyện này để chỉ trích cô ta thì cô ta sẽ nói đó là do tự bản thân cô không có năng lực, con ngựa cũng lao về phía cô ta cơ mà. Tôn Dĩnh Thục cười khẩy với vẻ khinh thường và nói, con ả hèn hạ đó không có bản lĩnh nên chỉ có thể dở mấy trò bẩn thỉu này để khiến tôi ghê tởm mà thôi, không cần phải quá để ý làm gì. Sau khi nói xong lời này, cô ta lại khó tránh khỏi có chút lo lắng. Cái tên Han Dung Miêng này lợi hại đến như vậy. Chỉ dùng một tay đã có thể chặn lại một con ngựa đua, vậy thì Han Sung Jun phải lợi hại đến mức nào cơ chứ? Tôn Dĩnh Thục thở dài một cái và nói, rốt cuộc là anh có được không đấy? Rốt cuộc tôi có được không mà cô cũng không biết à? Tề Đẳng Nhàn nhìn cô ta một cái với vẻ ngạc nhiên. Tôn Dĩnh Thục tức giận đưa tay ra véo vào thắt lưng của hắn một cái, cô ta không phải đang nói đến cú hat-trick tối hôm qua đâu. Tôn Dĩnh Thục nói, ban nãy nếu như con ngựa đó thực sự lao đến thì anh định làm như thế nào? Liệu anh có chặn lại được không? Tề Đẳng Nhàn trợn mắt lên và nói, tôi đánh không lại Han Dung Miêng và cũng đánh không lại Han Sung Jun, tấm bảng hiệu của bố cô không lấy về được nữa rồi, cô bị tôi ăn không rồi. Sao nào, cô có hài lòng với câu trả lời này chưa? Tôn Dĩnh Thục sững sờ một lúc rồi tức đến đỏ bừng cả mặt và hận không thể giơ tay ra véo chết hắn. Tề Đẳng Nhàn lại bật cười một cái và nói, tôi làm được mà, bất kể là chuyện gì. Tôn Dĩnh Thục khẽ hừ một tiếng, gương mặt phất hồng. Tề Đẳng Nhàn bước về phía trước, xoay người trèo lên lưng con ngựa đang quỳ ở dưới mặt đất và giơ tay ra với Tôn Dĩnh Thục. Tôn Dĩnh Thục ngây người một lúc rồi nắm lấy tay hắn, trèo lên lưng ngựa và ngồi ở phía trước hắn. Con ngựa lớn lập tức đứng dậy, khịt mũi vài cái rồi cõng hai người trên lưng và vui vẻ chạy bước nhỏ. Thật là kỳ lạ, đây là con ngựa có tính cách ngang ngược và bướng bỉnh nhất cơ mà, dường như không một ai có thể cưỡi lên lưng nó được cả, hôm nay nó làm sao thế nhỉ? Người huấn luyện ngựa nhìn thấy cảnh tượng này thì suýt chút nữa đã rơi cả con ngươi ra ngoài, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Người của Tài Phiệt Thượng Tinh nhìn thấy Tôn Dĩnh Thục cưỡi ngựa cùng với Tề Đẳng Nhàn một cách quang minh chính đại thì sắc mặt đều đồng loạt trầm xuống. Trước đây, vì để tránh sự nghi ngờ mà khi gặp mặt bất cứ một người đàn ông nào, Tôn Dĩnh Thục đều sẽ dẫn theo một vài người bên cạnh để tránh bị người khác cố tình bôi nhọ và lấy lý do đó để đả kích cô ta. Nhưng bây giờ cô ta lại vô cùng phách lối. Thế nhưng lại chẳng có ai lấy chuyện này ra để đi rêu rao cả, đương nhiên là cũng không có ai dám làm như thế. Dù sao thì người đang cưỡi ngựa cùng với Tôn Dĩnh Thục cũng là tổng giám mục khu vực phía nam của Thánh giáo. Ai dám nói lung tung về hắn thì sẽ có thể bị các tín đồ của thánh giáo dìm chết bằng nước bọt bất cứ lúc nào. Anh phách lối thật đấy. Tôn Dĩnh Thục bỗng chốc bật cười. Tề Đẳng Nhàn nói, phách lối gì đâu chứ. Nam nữ thích nhau chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao? Bọn họ có ý kiến gì chứ? Có ý kiến gì thì cứ nói với tôi, xem tôi có dùng một đấm đánh vỡ cái đầu chó của bọn họ hay không. Tôn Dĩnh Thục bổ sung thêm, tôi thích lắm. Đi về phía bên kia đi, người của nhà họ Choi đang ở phía bên đó. Tôn Dĩnh Thục vui vẻ chỉ tay về phía bên trái và nói với Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn một tay ôm eo Tôn Dĩnh Thục, một tay kéo dây cương,
Duyên dáng bảo con ngựa quay đầu và đi qua trước mặt đám người nhà họ Choi như đang đi duyệt binh vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 70.